Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm. Tập 46. Chương 451, đập rắn. Lúc đang khẩn trương, người ta rất khó lập tức làm ra phản ứng chính xác. Đại não trống rỗng, mờ mịt phát ngốc mới là biểu hiện của đa số mọi người khi đối mặt với tình huống khẩn cấp. Đương nhiên người tu hành phải khắc phục loại thất thố thuộc về phàm nhân này. Đương nhiên Thanh Cửu Diệp cũng có khả năng phản ứng nhất định. Nhưng nếu hành động như Khương Vọng, trực tiếp đưa cho Thanh Cửu Diệp một lựa chọn, không thể nghi ngờ là nhắc nhở chính xác, trợ giúp Thanh Cửu Diệp tiết kiệm thời gian suy nghĩ. Trong tình huống vừa rồi, chỉ cần Khương Vọng nhắc nhở trễ một giây, hoặc là bản nhân Thanh Cửu Diệp chần chừ một giây. Hiện tại y đã vào bụng rắn rồi. Xà Vương Nặc Xà có hình thể khổng lồ đến lạ thường, có năng lực ẩn nấp đáng sợ. Hễ ai là cao thủ bắn cung, ánh mắt đều sắc bén phi phàm, tầm nhìn càng rộng lớn vượt qua người thường, bình thường rất khó bị đánh lén. Nhưng Xà Vương Nặc Xà này đã ẩn nấp đến gần sát, Thanh Cửu Diệp lại không phát hiện nửa phần. Nếu Khương Vọng không mượn dùng hồng trang kính, thông qua toàn cục để quan sát được sự biến ảo của nhánh cây này, căn bản cũng không thể phát giác được lần tập kích này. Cả người Thanh Cửu Diệp quay cuồng trên không trung, cú đớp của Xà Vương Nặc Xà phía sau làm lông tơ y dựng ngược lên. Sai một ly, chỉ cách một đường sinh tử. Trong lòng y kinh hãi, nhưng cánh tay cũng không ngừng. Thánh tộc tuy rằng sinh hoạt trong vùng đất thần ấm êm đềm, nhưng những võ sĩ thánh tộc của bọn họ lại luôn phải ra ngoài đánh giết với dã thú. Xâm hải nguyên giới không có dã thú nào là không nguy hiểm, luôn phải bảo trì cảnh giác. Võ sĩ thánh tộc như y, tuyệt đối phải bảo đảm tố chất lúc lâm chiến. Trong lúc quay cuồng, người y đổ về phía trước, mũi tên thì xoay lại. Con nặc xà khổng lồ này đã vồ hụt, lập tức muốn rời đi, nhưng mũi tên gỗ của Thanh Cửu Diệp đã gần đến. Đuôi rắn quất ngược lại, như cường giả võ đạo cực kỳ cao minh quất một roi tới, chính xác đập trúng vào mũi tên. Xẹt, nhưng chỉ đánh trúng không khí, vang lên một tiếng gió rít. Mũi tên của Thanh Cửu Diệp tránh khỏi ngăn cản, huyền diệu khó giải thích bắn vào đôi mắt Xà Vương Nặc Xà. Thông thường loài rắn không có mí mắt, Nặc Xà cũng không ngoại lệ. Mũi tên này bắn nhanh như chớp, nhưng lại cắm không sâu vào mắt, chỉ chui vào một khúc. Nặc Xà Vương tuy bị đau, nhưng vẫn chưa phát cuồng, vẫn muốn rời đi trước. Nhưng trong một đám hỏa diễm lưu tinh giáng xuống, Khương Vọng mang kiếm nhảy ra. Ánh sắc lạnh đột nhiên lóe lên, Nặc Xà xoay người. Trường Tương Tư chặn lại nanh rắn, ánh lửa văng khắp nơi, phát ra tiếng cọ sát khiến người ê răng. Tiếng rít gió bén nhọn áp sát tới, đuôi rắn của Nặc Xà Vương lại đến. Mà Khương Vọng đã nắm trường kiếm hung hăng chém qua nanh của Nặc Xà Vương, kiếm tới người xa. Vừa tránh đi cái quất đuôi này, hắn đồng thời trở tay chụp nát một cây yên vụ thảo lên thân con rắn. Đạo thuật truy tung truy tư, lấy phẩm giai của truy tư thì tất nhiên không thể thấy rõ Nặc Xà Vương ẩn nấp ở đâu, Khương Vọng trực tiếp chụp đạo thuật này lên người của nó, làm nó lây dính khí tức của đạo thuật truy tư. Bản thân truy tung thì đơn giản hơn nhiều. Nặc Xà Vương đánh hụt một đuôi, nó lại trực tiếp lấy đầu đập vào thân cây, hung hãn nghiền gãy mũi tên đang cắm trong mắt mình. Thân hình nó quấn cực nhanh lên trên cây. Rít rít. Thanh Cửu Diệp lập tức bắn ra hai mũi tên, lại chỉ bắn trúng thân cây, mũi tên mất đi mục tiêu, rốt cuộc thất bại. Khương Vọng xoay người nhảy bật ra xa, trước mắt đã không còn nhìn thấy Nặc Xà Vương. Chỉ có một cây đại thụ trống trơn, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, con rắn khổng lồ kia chưa bao giờ có ở đó. Hắn lấy ra yên vụ thảo, truy tư chỉ lộ, ở ngọn cây. Hắn bật người nhảy đến, trường kiếm bùng nổ, mang theo bi tráng và dũng mãnh, một kiếm lão tướng chỉ mộ. Đối mặt với Nặc Xà Vương, rất nhiều đạo thuật không thể phát huy tác dụng. Lấy ngũ khí phực hổ làm ví dụ, nguyên lý của đạo thuật này là nhiễu loạn năm khí trong cơ thể đối thủ, trói buộc thân thể từ trong ra bên ngoài. Nhưng loại thú như Nặc Xà Vương thì năm khí trong cơ thể vốn đã thất hành, có lẽ chỉ có mộc khí là làm chủ, căn bản không thể lay động. Ngược lại kiếm thuật, tính ra nó không có quá nhiều hạn chế đối với hoàn cảnh. Một kiếm này vừa chém xuống, Nặc Xà Vương không thể nấp nữa, không chống cự thì nhất định sẽ bị phanh thây. Nó cũng không ngờ bị phát hiện, nhưng lúc này không có lựa chọn nào khác. Cái đuôi khổng lồ dùng một chút lực đã trực tiếp rút cây đại thụ ra, đập thẳng về hướng của Khương Vọng. Mà Khương Vọng không tránh không né, kiếm thế không thay đổi. Lão tướng chỉ mộ, cuộc đời anh hùng này,
người và kiếm đã hóa thành một ánh sắc lạnh. Rễ cây bị cắt ra, thân cây bị cắt, nhánh cây bị đoạn. Trong xâm hải nguyên giới, đại thụ theo quy tắc thế giới mà dị thường cứng cỏi, cũng không đủ cứng rắn trước mặt trường tương tư. Cắt rời hết tất cả, Khương Vọng tung kiếm chạm đến gần Nặc Xà Vương. Đồng tử dựng thẳng trong con mắt lành lặn của Nặc Xà Vương đột nhiên khuếch trương ra. TTT. Trong thông thiên cung của Khương Vọng bỗng nhiên phá không chui ra vô số con rắn màu đen. Đòn công kích thần hồn, đột ngột mà khó phòng. Lúc này ánh lửa thoáng hiện. Trước khi những con rắn kia bò tứ tán đến, một vòng diễm hoa nở rộ, bao vây chúng ở giữa. Thần hồn hoa hải. Thần hồn hoa hải là thế công thần hồn trước kia hắn nghiên cứu ra nhằm che chắn cảm giác của Khương Yểm. Nó đã kiến công vào thời khắc này, kịp thời phong bế Nặc Xà Vương. Mà chiến trường bên ngoài thông thiên cung, kiếm của Khương Vọng đã chạm đến. Nặc Xà Vương vội vàng quay người né nhanh. Xẹt. Trên thân rắn bị cắt ra một miệng vết thương thật lớn, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Máu đỏ trào ra như suối phun càng nhiều. Quá nhiều, không nên nhiều như vậy. Nín thở. Khương Vọng cảm thấy không đúng, nhanh chóng nhắc nhở rồi lập tức ngừng. Thở. Mùi máu tươi cực kỳ ngọt. Trong lúc Nặc Xà Vương đánh nhau với Khương Vọng, đàn Nặc Xà cũng càng điên cuồng lên. Vừa rồi Thanh Cửu Diệp lại bắn mấy mũi tên để giải vây cho Tô Kỳ, khi xoay người thì bị mùi máu tươi nồng nặc xông thẳng tới. Y lập tức đầu váng mắt hoa, người ngã xuống từ giữa không trung. Trên mặt đất đúng lúc có một con Nặc Xà bắn vọt lên. Vèo một tiếng gió rít lên, một cây lao bắn nhanh tới, trực tiếp cắt con Nặc Xà thành hai đoạn ngay trên không trung. Sau đó thì treo Thanh Cửu Diệp lên, đâm thẳng vào một cây đại thụ. Thì ra là Thanh Bát Chi đã tiêu diệt đàn Nặc Xà phía Vũ Khứ Tật, thoát thân đến, phóng một cây lao treo Thanh Cửu Diệp ở trên cây. Vũ Khứ Tật thoáng ngửi một cái thì lấy ra một viên đan hoàn rồi tự uống vào. Huyết độc phục thử hoàn có thể giải. Tay trái lấy ra một viên đan hoàn, ném về hướng Thanh Bát Chi. Thanh Bát Chi lao tới chỗ Thanh Cửu Diệp, dây leo trên tay run lên. Bang, bang, bang. Dây leo quất mạnh, lần lượt quét đan hoàn đến những người khác, sau đó thì cuộn dây leo lại, kéo hai viên đan hoàn cuối cùng về trên tay. Lúc này người đã đến trước cây lao, gã trực tiếp dẫm một chân lên đầu một con Nặc Xà. Gã nuốt một viên đan hoàn vào, nhét một viên khác vào miệng Thanh Cửu Diệp đã nửa hôn mê. Chiến trường bên kia, Thanh Thất Thụ và Tô Kỳ cũng từng người tiếp được đan hoàn. Những Nặc Xà đó cũng ngửi thấy mùi máu tươi bên này, đôi mắt của chúng lập tức đỏ rực lên, càng hung ác hơn. Phía Khương Vọng vẫn chưa để ý tới đan hoàn giải huyết độc mà Thanh Bát Chi ném tới, mà tiếp tục ngừng thở đi tới phía trước. Miệng vết thương của Nặc Xà Vương phun ra rất nhiều máu tươi, một mặt thì huyết độc này sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người, mặt khác lại lấy máu tươi rửa sạch khí tức đạo thuật truy tư lây dính trên người. Từ lần đầu xuyên qua vùng đất Nặc Xà, cuối cùng lấy diễm lưu tinh bỏ chạy, Khương Vọng đã khắc sâu nhận thức được chuyện này. Nặc Xà Vương thật sự có được trí tuệ có thể so với nhân tộc. Tuyệt đối không thể coi nó là dã thú, hung thú tầm thường. Ưu thế không gì sánh được của Nặc Xà Vương nằm ở chỗ ẩn nấp mà không phải chính diện chiến đấu. Hai bên đều cực kỳ hiểu điểm này. Nặc Xà Vương chủ động phun ra máu tươi rửa đi khí tức đạo thuật. Khương Vọng từ bỏ chiến lược an toàn xoay người lấy đan, mạo hiểm vọt tới trước, đều là đang tranh đoạt quanh điểm này. Chỉ trong chớp mắt, đã đủ để quyết định thắng bại chuyến này. Chương 452, vào bụng. Khương Vọng vọt tới trước, đồng thời Thanh Cửu Diệp cũng từ hôn mê tỉnh lại. Y không kịp nghĩ lại mà sợ hãi, chỉ trực tiếp nhún người nhảy bật lên, rút mũi tên kéo cung, muốn bắn tên. Y bày ra ý thức chiến đấu tuyệt vời, nhưng Nặc Xà Vương lấy máu rửa thân chỉ vòng qua một thân cây thì đã biến mất trong tầm mắt. Lấy đôi mắt nhạy bén dễ dàng bắt giữ chim bay cá nhảy của y mà lúc này cũng không nhìn ra được bất cứ sơ hở gì. Tên đã trên dây nhưng không biết bắn vào nơi nào, mà Khương Vọng thì lao tới gần. Hắn không chần chừ, ngón trỏ tay trái lại bay yên vụ thảo, lần nữa truy tư. Cây cỏ nhỏ dạng xương khói đánh một vòng, lại không chỉ đến vị trí nào. Với khả năng ẩn nấp của Xà Vương Nặc Xà, căn bản không phải cấp bậc như truy tư có thể phát hiện. Nhưng Khương Vọng chém ngang một kiếm, quả quyết sắc bén, trực tiếp chạm lên một cành cây. Hắn phát hiện, Nặc Xà Vương bị đau nên lộ ra dấu vết, thân thể đột nhiên không kịp phòng bị đã bị thương thêm, trong đồng tử dựng thẳng lộ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên nó không thể hiểu,
Rõ ràng đã trả giá để rửa đi khí tức đạo thuật, vì sao còn bị phát hiện? Chẳng lẽ đạo thuật truy tung kia huyền diệu đến như vậy? Phảng phất như chuyên sinh ra để khắc chế nó. Nhưng nó cũng không kịp nghĩ mấy vấn đề này. Nếu như không thể ẩn nấp được nữa, Nạc Xà Vương lập tức bổ nhào tới, quyết định liều mạng. Nó há cái miệng máu ra, tê, cái lưỡi rắn đánh ra như kiếm, đang. Trường Tương Tư và lưỡi của Nạc Xà Vương đánh vào nhau, vang lên âm thanh réo rắt. Cũng vào lúc này, trên răng rắn trắng bệch lóe lên ánh sáng, một luồng nọc độc bắn cực nhanh ra ngoài, mở ra một tấm lưới nọc độc trên không trung, đổ ập về hướng Khương Vọng. Tựa như một ánh trăng sáng đang dâng lên, Khương Vọng không kịp né tránh, trực tiếp nổ ra một kiếm quang chỉ viên tại chỗ, giống như hóa thành thực chất. Luồng nọc độc kia văng lên trên viên đó, sau đó chảy xuống mép viên, không dính lại chút nào. Nạc Xà Vương bắt đầu liều mạng, bầy rắn nó thống ngự cũng hoàn toàn phát cuồng, hoàn toàn không màng tất cả, bất chấp hy sinh mà tấn công đám người. TTT, vết thương trên người Thanh Thất Thụ càng ngày càng nhiều, nhưng y chỉ cắn răng chịu đựng, không biết vì sao, trước sau chỉ phòng ngự. Tô Kỳ thì có phong cách hoàn toàn khác với y, lúc này hành động của gã bắt đầu khó khăn, không còn nhẹ nhàng mờ ảo như lúc ban đầu. Thuốc giải huyết độc của Vũ Khứ Tật rất có hiệu quả, Thanh Cửu Diệp đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cây cổ thụ mà y và Thanh Bát Chi đang đứng cũng đã bị bầy rắn vây quanh tầng tầng lớp lớp, trước khi càn quét hết bên này thì họ không còn sức lực để hỗ trợ. Thanh Bát Chi với một tay quất mạnh dây leo, một tay cầm cây lao múa loạn, đâm thủng từng con rắn. Lại phối hợp với tài bắn cung xuất quỷ nhập thần của Thanh Cửu Diệp, khó khăn lắm mới củng cố được phòng tuyến. Chỉ có Vũ Khứ Tật xa xa tránh chiến trường coi như nhẹ nhàng, nhưng nhìn tình thế nguy cấp như thế, gã cũng không nhẹ nhàng thoải mái. Ở Đông Vực có Đông Vương Cốc, trừ nó ra thì tất cả tông môn y đạo đều ảm đạm không ánh sáng. Nói khó nghe một chút thì tầm thường như con kiến. Nói hiện thực một chút thì căn bản không ai coi trọng. Tu sĩ Đông Vương Cốc vừa xuất hiện thì đến nơi nào cũng là khách quý, được người ta tôn kính. Nó không thuộc Tề Quốc, nhưng mạnh như Tề Quốc cũng phải khách, khí với họ. Nhưng mà y tu xuất thân từ tông phái khác thì sao? Cứ như sinh ra đã thua kém một bậc. Ở Đông Vực, chỉ có y tu xuất thân từ Đông Vương Cốc mới xem như y tu bình thường. Những y tông khác đều được xưng là cái khác. Bình thường tu sĩ y đạo không giỏi về chiến lực. Mà nếu nói về trị bệnh cứu người, thật ra rất khó có đất dụng võ ở giới tu hành. Tu sĩ siêu phàm có thể kháng được đa số thương thế, bản thân cũng chỉ cần điều dưỡng cho tốt. Như Khương Vọng còn có Thôn Độc Hoa, còn hiểu chút thuật bồi nguyên, càng không cần nói đến thuật nhục sinh hồn hồn thuật. Gặp phải thương thế, chứng bệnh khó có thể giải quyết, thường mọi người cũng chỉ nghĩ đến Đông Vương Cốc. Có một vài thế gia thà rằng tự mình bồi dưỡng tu sĩ y đạo, cũng chướng mắt những y tông bình thường đó. Cũng là tu sĩ siêu phàm, cũng được tôn sùng ở trước mặt phàm nhân. Nhưng những chứng bệnh mà y sư bình thường đó có thể giải quyết, thật sự cần dùng đến sức mạnh siêu phàm của bọn họ sao? Nói một câu buồn cười nhưng chua xót, thậm chí Vũ Khứ Tật gã còn từng bị người ta mời đi đỡ đẻ. Có vài y tông còn có thể ôm lịch sử huy hoàng ngày trước để tự thôi miên mình. Nhưng tổ sư của Kim Châm Môn lại chính là đồ đệ bị vứt bỏ của Đông Vương Cốc, nào có lịch sử gì để khoác lác. Vũ Khứ Tật đã là đệ tử ưu tú nhất thế hệ này của Kim Châm Môn, gã cũng xếp hạng chót trong hơn trăm tinh vị thất tinh cốc. Gã nghĩ sao nói vậy, giấu không được chuyện, nhưng gã cũng có ý thức trách nhiệm nặng nề. Mới ra khỏi vùng đất thân ấm thì gã đã bị đánh gãy tay, thú xà đến gần, gã gặp nguy hiểm còn phải chờ Thanh Bát Chi tiến đến cứu giúp. Giá trị duy nhất có thể được phát huy chính là mớ đan dược có thể phá giải huyết độc của Nạc Xà Vương đúng lúc mang theo trên người. Trừ điều này ra, gã y như trói buộc. Gã nghiên cứu độc của Nạc Xà, chậm chạp phân tích không ra vài loại cấu thành cuối cùng. Mà thấy thế cuộc đang trở nên kịch liệt, cơ hồ lập tức đến thời điểm cuối cùng. Vũ Khứ Tật cắn chặt răng, móc ra lượng lớn đan dược bảo mệnh rồi liên tục nuốt vào. Sau đó tĩnh tâm ngưng thần, mang bao tay vào rồi dính một chút nọc độc, điểm lên trên lưỡi. Không nói đến áp lực của những người khác tăng mạnh, liều chết phản kích như thế nào. Đối mặt với Nạc Xà Vương cuồng bạo, Khương Vọng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí đây là kết quả hắn muốn. Thật ra trước đó hắn có một kế hoạch nho nhỏ, khi Nạc Xà Vương dùng máu rửa thân rồi lại tiến vào trạng thái ẩn nấp. Thật ra truy tư vẫn chưa phát huy tác dụng, khí tức đạo thuật thật sự đã bị loại bỏ.
Khương Vọng có thể phát hiện ra Nặc Xà Vương thuần túy là vì trước khi giao chiến, hắn thông qua hồng trang kính nhớ kỹ chi tiết những cây đại thụ gần đó, ghi khắc địa đồ trong lòng như lúc thăm dò sương mù mông muội. Lại thông qua thị giác đối chiếu thì có thể dễ dàng phát hiện điểm không giống nhau, tỉ như đột nhiên có thêm một cành cây. Điểm không giống nhau này chính là chỗ Nặc Xà Vương ẩn nấp. Đây mới là nguyên nhân hắn bắt được Nặc Xà Vương. Nhưng một khi Nặc Xà Vương chạy ra khỏi phạm vi này thì hắn sẽ bất lực. Thứ nhất là hắn không nhớ được nhiều vị trí như vậy. Thứ hai là Nặc Xà Vương chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội dùng hồng trang kính. Trước khi Khương Vọng công kích đã cố ý sử dụng truy tư, làm bộ truy tư còn đang phát huy tác dụng. Đó là vì khiến Nặc Xà Vương cảm thấy Khương Vọng có đạo thuật đủ khả năng bắt được tung tích của nó bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào. Nó không có chỗ để ẩn nấp trước đạo thuật này, không có cửa để chạy thoát. Trừ tử chiến ra thì nó không còn lựa chọn nào khác. Quả nhiên Nặc Xà Vương đã trúng kết nhất kiếm thành viên tung ra, nọc độc chảy xuống rồi nhỏ trên mặt đất, nhanh chóng ăn mòn lõm xuống từng chút một. Khương Vọng gom kiếm quang lại thành một bó, cả người phóng qua nọc độc, như muốn đâm thẳng vào cái miệng khổng lồ của Nặc Xà Vương. Hắn liều mạng hung hiểm như thế, tất nhiên có cái để dựa vào. Nặc Xà Vương biết rõ điểm này, nhưng cũng không né tránh. Không chỉ không di động, ngược lại thừa cơ há to cái miệng máu, cái lưỡi rắn như kiếm, vận sức chờ phát động. Giống như cũng muốn thử một lần, là Khương Vọng trực tiếp mổ nó ra, hay là nó cắn Khương Vọng thành hai đoạn. Trong đồng tử dựng thẳng kia tràn đầy ý tàn nhẫn, khiến người ta giật mình. Mà ngay lúc đó, thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng co lại siết chặt vào bên trong, giống như một bức tường thành co rút lại một vòng, đè ép tất cả, càng muốn ép bẹp Khương Vọng ở bên trong. Đương nhiên Khương Vọng sẽ không trực tiếp đâm vào bụng rắn, cho dù cơ hội này nhìn có vẻ rất lớn. Thái độ của hắn rất đoan chính, hoàn toàn xem Nặc Xà Vương như đối thủ đáng được coi trọng. Lúc giao chiến, điều tối kỵ là bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, đối thủ càng muốn cái gì thì càng không thể để đối thủ được như ý. Thân hình hắn bắn nhanh ra đột nhiên im bặt ở giữa không trung, trường kiếm của Khương Vọng đâm tới thật chính xác, trực tiếp điểm lên chỗ phân nhánh của lưỡi rắn. Lưỡi của Nặc Xà Vương được luyện vô cùng cứng rắn, nếu không nó sẽ không trực tiếp lấy lưỡi làm vũ khí tấn công, mũi kiếm vẫn chưa thể cắt đứt được nó. Nhưng Khương Vọng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp coi đây là điểm tựa, mũi kiếm chống lên nó rồi bắn ngược, thân thể hắn nhảy lên, nghiêng người xoay chuyển, dùng kiếm như đao, xoay người chém. Ở Thái Hư huyễn cảnh, ở hiện thế, Khương Vọng từng thấy không ít cao thủ đao thuật, tuy hắn không dùng đao, nhưng ngẫu nhiên dùng mấy thức thì cũng trơn tru dễ dàng. Biến hóa lần này quả thực là linh hoạt nhanh nhạy, cực kỳ huyền diệu. Đang 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 đang. Mũi kiếm liên tục chạm lên lưỡi rắn, mỗi phát đều cắt lên cùng một chỗ. Nặc Xà Vương lấy lưỡi làm vũ khí, tất nhiên là không sợ giao kích. Nhưng bị trường tương, tư cắt như vậy, nhất thời cũng cảm thấy đau đớn, mấy lần muốn vỡ ra. Nó bỗng thu lưỡi rắn lại, thân thể lại co rút nhanh hơn, sóng khí lan tỏa trên trời cao. Đồng tử dựng thẳng nguy hiểm dán mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ. Khương Vọng lập tức quay người chém, ép lưỡi rắn phải thu lại. Hắn cũng không tham lam, nhân cơ hội lật người lại, nhảy ra khỏi chỗ gần thân rắn. Lúc này Khương Vọng nghiêng người nhảy ngược lại lên không trung, một tay kéo kiếm ra, một tay rũ ở bên dưới. Chính là cơ hội này, cả cái đầu rắn của Nặc Xà Vương đột nhiên động. Nhanh như điện chớp, nó há miệng cắn tới Khương Vọng. Lần này quá nhanh. Nặc Xà vốn am hiểu ẩn nấp tập sát, giết địch trong một kích mới là điểm mạnh nhất của Nặc Xà. Nặc Xà Vương lại càng đặc biệt mạnh hơn, lần này nhanh đến mức làm người ta khó có thể kịp phản ứng. Khương Vọng dịch chuyển mấy trượng ngang trời, thân thể thoát khỏi miệng rắn, bàn tay trái trống rỗng đang rũ dưới người lại còn nằm trong phạm vi bao phủ của cú đớp đó. Nó cắn mạnh một cái, nhưng nó không nghĩ tới chính là đây là cơ hội mà Khương Vọng cố ý để lại cho nó. Vào thời khắc cuối cùng lúc miệng rắn sắp hoàn toàn khép lại, nanh rắn gần như đã chạm đến tay của Khương Vọng. Tiếng động vang lên, thùng thùng, đang đang, chanh chanh. Những tiếng động vô cùng ồn ào sôi sục, vô cùng kịch liệt, vô cùng kỳ lạ đang vang lên trong bụng rắn. Những âm thanh này đang giao hưởng trong cơ thể Nặc Xà Vương, quấn quanh giao hòa một cách kỳ diệu, có cảm giác nhộn nhạo khiến người ta hoảng hốt. Khi những tiếng động này vang lên, thân thể khổng lồ của Nặc Xà Vương chấn động không ngừng, sau đó ngã mạnh xuống mặt đất. Trong bụng rắn luôn có hồi âm. Ngay thời khắc nó rơi xuống đất, những con Nặc Xà bình thường đôi mắt đỏ lòm kia sôi nổi rút đi,
đồng tử dựng thẳng hồi phục vẻ lạnh như băng. Xô xô soạt soạt, chúng đồng loạt từ bỏ đối thủ, chạy ra bốn phương tâm hướng. Trong khoảnh khắc, bầy nặc xà khổng lồ đã tan thành mây khói, chỉ còn lại xác rắn đầy đất. Thanh Thất Thụ với vết thương chồng chất dơ thuẫn lên, bỗng áp lực giảm mạnh, khiến phản ứng không kịp. Tô Kỳ dừng lại, đôi tay buông xuống, trên chủy thủ không dính một giọt máu rắn. Vẻ mặt y vẫn còn đờ đẫn, nhưng bắt đầu thở hổn hển. Lúc Bát Âm Diễm Tước lập công, Thanh Cửu Diệp và Thanh Bát Chi mới vừa dọn dẹp ra một mảnh không gian, chuẩn bị chi viện. Một người vừa cài tên lên dây, một người còn đang tìm kiếm cơ hội. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Vũ Khứ Tật đứng ngoài vòng vây xa xa, bởi vì trước đó đã có thành quả nhất định, vẫn chưa bị trực tiếp độc chết, nhưng cả người gã bị độc làm cho choáng váng ngơ ngẩn. Gã bỗng nghe thấy tiếng thùng thùng đang đang. Gã lắc lư, ngây thơ mờ mịt hỏi, nhà ai đang làm việc gì à? Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 453, Thu hoạch. Nặc xà vương đã chết, nặc xà tứ tán. Khương Vọng không lập tức đáp xuống đất để thu chiến lợi phẩm, mà là chìm tâm thần vào Thông Thiên Cung. Nghiên cứu con rắn nhỏ màu đen bị thần hồn Hoa Hải phong bế kia. Nặc xà vương tuyệt đối là một đối thủ khó chơi, có trí tuệ không tầm thường và thực lực cường đại. Nó thống ngự bầy rắn khó có thể đếm hết, có vô số sĩ tốt nghe nó chỉ huy, đấu tranh anh dũng cho nó. Năng lực tiềm ẩn thì càng không cần phải nói, chỉ có thể xem gần như hoàn mỹ. Nó còn có tốc độ cực nhanh, có sức mạnh rút cả đại thụ, độc tính cực mạnh, cùng với năng lực công kích thần hồn. Nếu không phải nó lựa chọn tự mình tập sát Lục Cửu Diệp, lại bị Khương Vọng thông qua Hồng Trang Kính phát hiện, quả thật nó còn có thể tiếp tục hoành hành ở Xâm Hải nguyên giới này. Nếu không có Khương Vọng ở đây, chỉ có mấy người bọn Thanh Thất Thụ đến thì chính là thuần túy đưa đồ ăn đến. Cũng khó trách đã nhiều năm qua, thánh tộc không còn truyền thống săn thú xà nữa. Nặc xà vương chết đi, những con rắn nhỏ màu đen du đãng trong Thông Thiên Cung của Khương Vọng cũng mất đi chỉ huy. Không còn tấn công có trật tự theo từng đợt nữa, mà là phân loạn tứ tán. Cũng hỗn loạn, mờ mịt giống như những nặc xà bình thường bên ngoài vậy. Khương Vọng bỗng nghĩ đến cái gì đó, nặc xà vương khống chế bầy rắn, có phải là thông qua những con rắn nhỏ màu đen này không? Cũng không thấy nó nói chuyện hay giao tiếp gì, nhưng thế công của bầy nặc xà cực kỳ có kết cấu, càng nghĩ càng có khả năng. Lúc ấy nếu hắn không có đạo thuật thần hồn tương ứng để kịp thời ứng phó, một khi bị những con rắn nhỏ màu đen đó cắn nuốt, chỉ sợ từ đây sẽ trở thành cái xác không hồn. Đương nhiên, cũng rất có khả năng là cho Khương Yểm một cơ hội tu hú chiếm tổ. Lấy kiến thức của Khương Yểm, đương nhiên sẽ không bó tay trước những con rắn đen này. Nhưng cũng tương tự như vậy, nếu thăm dò được nguyên lý vận hành của chúng, có phải tương đương với nắm giữ một đạo thuật liên quan đến sức mạnh thần hồn hay không? So với đạo thuật nguyên lực quang ảnh huyên hách, đạo thuật thần hồn sẽ càng ẩn kín, khó phòng ngừa hơn. Đặc biệt là trong Thông Thiên Cung có một Khương Yểm tinh thông những chuyện này, Khương Vọng cũng có nhu cầu đề cao đạo thuật thần hồn của mình. Lúc trước khi vừa tiến vào Xâm Hải nguyên giới, tuy Khương Yểm không tình nguyện, nhưng cũng có đi ra nói chuyện. Từ lúc bước vào vùng đất thần ấm, gã đã lặng yên không nói câu nào. Cho tới bây giờ ra khỏi vùng đất thần ấm, cũng không thấy gã phản ứng gì. Cũng không biết là bị sức mạnh nào đó làm cho tạm thời yên lặng, hay là đang yên lặng quan sát gì đó. Hiểu biết về Khương Yểm thật sự quá ít. Khương Vọng cũng không thể phỏng đoán suy nghĩ của gã. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó dùng thần hồn diễm hoa xua đuổi đám rắn nhỏ màu đen này, tránh xa khỏi vị trí Minh Trúc. Có thần hồn Hoa Hải ở đây, hẳn có thể thoáng che giấu một chút. Hắn tính sau khi trở về vùng đất thần ấm, lại chuyên tâm nghiên cứu đám rắn nhỏ này. Mặc kệ thế nào, ở vùng đất thần ấm, hẳn là hắn có thể né khỏi tầm nhìn của Khương Yểm. May mà nguyên lý thần hồn Hoa Hải căn cứ vào diễm Hoa Hải, một khi loại đạo thuật này hình thành sẽ tiêu hao đạo nguyên cực kỳ nhỏ bé, chỉ cần phân ra một ít tâm thần để khống chế mà thôi. Trừ phi diễm hoa nổ tung, yêu cầu sinh ra đóa hoa tiếp theo. Lấy sức mạnh thần hồn hiện tại của Khương Vọng, chống đỡ đến khi trở về vùng đất thần ấm rồi lại nghiên cứu, mọi chuyện không thành vấn đề. Chuyện xảy ra trong Thông Thiên Cung không gây nên một tiếng động. Trong mắt những người khác, Khương Vọng chỉ trầm mặc một hồi trên không trung, dừng ở trước thi thể của nặc xà vương. Nhìn cái xác rắn trước mắt, Khương Vọng đau lòng không thôi.
Hắn rút kiếm ra, mang vẻ mặt hối hận bắt đầu lột da rắn. Giờ phút này, hắn thật sự cảm thấy hối hận. Cho dù hắn đã tận lực kiềm chế bát âm diễm tước, nhưng đạo thuật này bùng nổ trong bụng Nặc Xà Vương vẫn không thể khống chế chính xác được. Nặc Xà Vương thật sự đã chết không thể chết hơn, nhưng làn da Nặc Xà quan trọng nhất, quý giá nhất cũng đã vỡ nát. Những thứ khác như gan rắn càng không cần phải nói, đã sớm bị nổ nát bét ra. Một con Nặc Xà khổng lồ như vậy, nếu da rắn hoàn chỉnh, làm mười mấy bộ nặc y cũng không thành vấn đề. Có được nhiều tài liệu thì hắn có thể trao đổi thêm với thánh tộc. Nhưng hiện tại, Khương Vọng cắt, chọn lựa nửa ngày, cũng chỉ cắt được hai miếng da rắn lớn hoàn chỉnh. Thoạt nhìn một trước một sau, vừa vặn có thể may được một bộ quần áo nếu nặc y trực tiếp dùng kim chỉ may lại. Nếu da Nặc Xà Vương có nhiều, hắn cũng không ngại chia bớt. Nhưng chỉ có hai miếng lành lặn này, đương nhiên chỉ có thể thuộc về bản nhân hắn. Đánh giết Nặc Xà Vương cơ bản do hắn tự hoàn thành, những người khác cũng không có ý kiến gì. Phẩm chất của nặc y làm Khương Vọng cực kỳ chờ mong. Trừ điều này ra, còn có một đôi nanh và lưỡi rắn được bảo tồn nguyên vẹn, chúng đều là thứ tốt. Sau khi Nặc Xà Vương chết, lưỡi rắn đã trở nên cứng đờ, có thể chế thành một thanh kiếm, không biết so với chuôi xà tín nhuyễn kiếm mà hắn lấy được từ xà cốt diện giả thì thế nào. Mà hai cái răng nanh thì có thể làm thành chủy thủ. Tóm lại có những tài liệu này, thành phẩm cuối cùng cũng sẽ không kém. Khương Vọng nhận lấy, chờ sau khi rời khỏi Thất Tinh Cốc, rảnh thì sẽ chuyển giao cho Liêm Tước. Bọn Thanh Bát Chi là tay già đời săn thú, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua chiến lợi phẩm sau khi kết thúc cuộc săn thú. Họ lấy tiểu đao, tay chân lanh lẹ lột da rắn. Nhưng do Thanh Thất Thụ bị thương quá nhiều, tuy sinh mệnh lực khủng bố, chống chọi được cả độc tố và vết thương, nhưng lúc này y cũng chao đảo mệt mỏi. Y ngồi bệt xuống đất, câu được câu không dong dài. Trong những người này, chỉ có Tô Kỳ ngơ ngác không nói một lời giữa biển xác, rắn mênh mông. Khương Vọng nhìn y một cái, không nói thêm gì. So với võ sĩ thánh tộc hàng năm săn thú, đánh giết các loại dã thú cường đại trong xâm hải nguyên giới thì có thể nói. Đa số các tu sĩ tham dự Thất Tinh Lâu có năng lực không yếu, nhưng tố chất làm chiến sĩ thì còn hơi yếu. Một Tô Kỳ bảo y làm dự bị chờ thời cơ mà ra tay, kết quả đôi mắt đỏ lên sông thẳng lên trước, tự biến mình thành chủ lực. Một Vũ Khứ Tật bảo gã phá giải độc rắn, kết quả tự độc mình đến mơ mơ màng màng. Khương Vọng cũng không biết đánh giá như thế nào mới tốt. Đương nhiên bọn họ đều có lý do, tỉ như cảm xúc của Tô Kỳ tan vỡ, yêu cầu phát tiết. Tỉ như Vũ Khứ Tật là xuất phát từ ý tốt, để phán đoán độc tố cho chính xác, mới không tiếc lấy thân thử độc. Nhưng người thật sự từng trải qua chiến tranh hẳn sẽ hiểu, ngoài thắng bại ra, bất cứ lý do, biện hộ gì cũng là chuyện không có ý nghĩa. Thẳng thắn thì, Khương Vọng không tự tin mang theo bọn họ đi liều mạng với Yến Kiêu. Thanh Bát Chi vừa lột ra, vừa thuận miệng hỏi, sao hôm nay người không mang đao? Đều là võ sĩ thánh tộc, đương nhiên gã biết rõ Thanh Thất Thụ không chỉ am hiểu dùng thuẫn, cũng thường mang một thanh đơn đao. Vừa dùng đao vừa mang thuẫn mới là phong cách của Thanh Thất Thụ. Thanh Thất Thụ nhếch miệng, rất tùy ý đáp, luyện tập. Y muốn chịu đựng, dù sao cũng rất khó bị giết chết. Thanh Bát Chi không nghĩ nhiều, tay gã nhẹ nhàng run lên rồi kéo, da rắn Nặc Xà đã bị cắt xuống, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn. Nhưng Thanh Cửu Diệp nhìn Thanh Thất Thụ trên mặt đất một cái, vẻ mặt trầm mặc. Khương Vọng thu thập xong Nặc Xà Vương thì đi qua hướng bên này, thuận miệng nói mấy câu với Thanh Thất Thụ, bỗng nhìn thấy vết thương trên người y đã bắt đầu khôi phục. Thực khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Chẳng qua loại năng lực khôi phục và cứng cỏi này yêu cầu hy sinh một phần độ nhạy. Sự trì trệ của Thanh Thất Thụ cũng vì thế mà xuất hiện. Hình như cảm giác đau đớn của y đến muộn hơn người thường rất nhiều. Tỉ như, hiện tại y mới bắt đầu kêu thảm thiết. A liệt, đau chết đau chết đau chết mất. Có lẽ trì trệ là hạn chế của loại năng lực khôi phục này. Đây cũng là nguyên nhân tuy phòng ngự của y rất cao, Thanh Mộc Thuẫn cũng được coi là bảo bối, nhưng lại liên tục bị thương trong bầy Nặc Xà. Đương nhiên, so với thân thể gần như bất tử này thì khuyết điểm như vậy căn bản không tính là gì. Phía bên kia, Vũ Khứ Tật đứng một mình ở bên ngoài đã choáng váng nửa ngày, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút, tỉnh thần như người thường, nhưng đầu lưỡi hơi sưng lên, ta biết. Biết, độc, này, này, gã rất kích động. Rốt cuộc gã cũng hiểu biết sâu hơn về độc của Nặc Xà, hơn nữa tự tin phối ra được giải độc hoàn tương ứng. Gã cực kỳ hữu dụng,
Đám người Khương Vọng vùi đầu xử lý da rắn nặc xà, không ai phản ứng với gã. Giải độc hoàn gì đó, trừ bản nhân gã ra thì không còn. Ai cần phải uống nữa rồi? Chương 454, Nguyên Thủy. Cuộc săn rắn lần này đã thành công lớn. Tâm trạng của ba chiến binh thánh tộc đều rất tốt. Ngay cả Thanh Cửu Diệp vốn trầm tĩnh cũng có biểu hiện vô cùng thoải mái. Lần này thu thập được rất nhiều da nặc xà, các chiến binh tìm kiếm dây leo và chia chúng thành nhiều bó mới buộc được hết đống da rắn lại. Tất cả những người lớn lên ở vùng đất này đều biết rõ một bộ nặc y có thể giảm thiểu rủi ro săn bắn như thế nào. Thu hoạch lần này có thể coi là thu hoạch săn bắn lớn nhất của thánh tộc trong những năm gần đây. Nghiên cứu của vũ khứ tật thực ra cũng không hoàn toàn vô dụng. Giải quyết độc của nặc xà chính là cho phép khả năng mắc lỗi khi săn bắt nặc xà cao hơn. Đối với tương lai của Xâm Hải Thánh Tộc thì họ có thể tiếp tục săn bắt nặc xà để làm nặc y rồi. Đương nhiên, mức thu hoạch cụ thể còn phụ thuộc vào việc gã thương lượng thế nào, dù sao cũng sẽ không đến mức lại đổi lấy một kỹ năng chạy khác. Chỉ có Tô Kỳ là vẫn im lặng như trước. Ở trong vùng đất thần ấm, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy thần long mộc, nhưng ở thế giới bên ngoài, chỉ có duy nhất một thần long mộc đang ở trước mặt này. Nói cách khác, tất cả các thần long mộc trong vùng đất thần ấm đều phụ thuộc vào cây này. Nó cao to, vững chắc và phát triển rất mạnh. Theo truyền thuyết của Xâm Hải Thánh Tộc, thần long mộc lâu đời nhất trên thế giới này chính là cái cây mà long thần chiếm giữ khi còn nhỏ. Sinh ra đã là bạn đồng hành của long thần, tự nhiên sẽ chứa thần tính. Cũng vì vậy nên nó được thần lực tưới tắm, trong một phạm vi nhất định đã tạo thành vùng đất thần ấm. Tuy nhiên vùng đất thần ấm mà thánh tộc sinh sống ngày nay cũng không phải là nơi thần long mộc lâu đời nhất đó sống. Trong suốt chiều dài lịch sử, thánh tộc đã trải qua nhiều cuộc di cư nên đã sớm mất tổ địa từ lâu. Trong truyền thuyết, Xâm Hải Thánh Tộc tức là những sinh linh được thai nghén tự nhiên trong vùng đất thần ấm, mặc dù không khác gì loài người, nhưng họ tự gọi mình là thánh tộc vì là gia đình của thần. Bước vào vùng đất thần ấm, các chiến binh thánh tộc thắng lợi trở về mang theo tư thế ngẩng cao đầu. Người trong tộc cũng biểu hiện rất nhiệt tình, những cô nương thánh tộc nhìn trộm, những chiến binh khác hỗ trợ nhận lấy con mồi, ánh mắt sùng bái của lũ trẻ nhỏ. Dù sao thì bọn họ cũng đã thành công trong việc săn nặc xà, kế tục sau những năm tháng trắng tay của các chiến binh thánh tộc ở vùng đất nặc xà, xứng đáng với danh xưng dũng sĩ. Thanh Thất Thụ cả người bị thương đang nhìn quanh nhà với vẻ mặt đầy hưng phấn, lúc đó nặc xà chỉ cách ta có một đầu ngón tay, răng rắn sắp chạm vào mặt ta có sợ không? Tất nhiên là không rồi, ta đã để nó cắn. Mặc dù nó cắn rất mạnh, nhưng ta chỉ hơi nhíu mày, không phải ta là anh hùng số một của thánh tộc sao? Không đợi người khác chất vấn tại sao y đột nhiên trở thành anh hùng số một, thứ hạng này ở đâu ra, thì y đã nói đến mức nước miếng văng tung tóe. Các ngươi nhìn vết thương của ta xem, vết sẹo là cái gì? Vết sẹo chính là những lời ca ngợi dành cho anh hùng số một đấy. Vũ Khứ Tật thành thật nói, với khả năng hồi phục của ngươi, hình như không thể để lại sẹo. Thanh Thất Thụ lườm gã một cái, thật đáng ghét mà. Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy một bóng dáng tươi đẹp, giọng nói của y đột nhiên cao lên vài nấc, chỉ là một vùng đất nặc xà, cái gì mà vùng đất cấm, hiểm địa gì chứ, chẳng đáng là gì cả. Tuy rằng nặc xà cắn có hơi đau nhức, chất độc cũng hơi đáng sợ, nhưng Thanh Thất Thụ ta đây đâu phải là người ngại khó. Các ngươi không biết đâu, lúc đó ta, Thanh Hoa, một tiếng kêu vang lên. Thanh Bát Chi trực tiếp gạt y ra rồi chạy vào, trên mặt nở nụ cười tươi rói, ta dùng da nặc xà để làm cho nàng một cái mũ. Nàng xem có thích hay không? Thanh Thất Thụ, ta nói, suốt dọc đường ngươi cứ lén lén lút lút làm cái gì đó. Tên thô lỗ bím tóc mắt to nhà ngươi được lắm. Khi ta nói sẽ tặng cho Thanh Hoa một cái mũ, nhà ngươi đã nói cái gì? Quá xấu. Vậy mà đảo mắt ngươi đã dùng ý tưởng của Thất Thụ ra ta đây rồi. Đồ không biết xấu hổ. Nhìn tám bím tóc trên đầu của Thanh Bát Chi, Thanh Thất Thụ hận không thể dùng thanh mộc thuẫn gõ thật mạnh vào đầu gã một cái. Bản thân da nặc xà có màu xám, nhưng nó có thể tự thay đổi theo môi trường, phù hợp với khả năng ẩn náu bẩm sinh. Cũng bởi vậy nên vẻ ngoài của chiếc mũ xám này vốn không phải là cố định. Cộng với tay nghề khéo léo của Thanh Bát Chi. Nói thẳng ra, y rất giỏi trong việc sử dụng lao và đâm vào mông của gấu rừng, còn việc làm mũ ra thì hoàn toàn không có chút kỹ xảo gì. Một từ xấu xí cũng không đủ để hình dung chiếc mũ ấy. Thanh Hoa cầm lấy chiếc mũ ra, nàng không nói gì ngoại trừ nở một nụ cười cảm ơn.
Nhưng chỉ một nụ cười đó cũng đã đủ khiến Thanh Bát Chi thỏa mãn, miệng nhếch lên không thể khép lại được. Nàng thích thì tốt rồi, ta vẫn còn rất nhiều thứ nữa. Sau này ta sẽ làm tiếp áo khoác ngoài cho nàng. Khóe miệng đang nhếch lên của Thanh Cửu Diệp cũng bất giác thẳng lại. Tính cách của y không nhanh nhẹn bằng Thanh Thất Thụ và Thanh Bát Chi, không biết cách thể hiện như bọn họ, cũng không biết chủ động, lúc này khó tránh khỏi cảm thấy ảo não. Trong lòng Thanh Thất Thụ vừa cảm thấy chua xót vừa bực bội, vừa nãy còn nói không ngừng, giờ lại cảm thấy có chút vô vị mà khép lại. Y quay đầu, ánh mắt đáng thương và chờ mong nhìn thẳng vào Khương Vọng, ý tứ cầu cứu rất rõ ràng. Trương tiên sinh phải làm gì bây giờ, ý tưởng tặng quà đã bị người ta chiếm mất rồi. Khương Vọng cho y một ánh mắt trấn an, đừng hốt hoảng. Về việc tại sao đừng hốt hoảng, hắn vẫn chưa nghĩ ra, tí nữa về nhà rảnh rỗi lại nghĩ tiếp. Bây giờ vẫn phải lấy được, Nặc Y rồi nói tiếp, dù sao thì hắn cũng đâu có thấy hốt hoảng. Việc Thanh Hoa thích ai, mắc mớ gì đến hắn chứ? Kỹ thuật nhu chế Nặc Y là bí quyết của thánh tộc, chỉ có Tế Ti mới biết. Nhìn thấy thu hoạch được nhiều da rắn như vậy, lãi phụ cũng khá hài lòng, còn hiền lành thăm hỏi ba vị sứ giả Long Thần. Lúc nhìn thấy vết thương của Vũ Khứ Tật cũng biểu hiện thành ý, lấy ba giọt nguyên thủy đến. Lão quay ra nói với Thanh Hoa, chỉ cần nhìn vào biểu cảm của Thanh Thất Thụ là đã biết thứ đó chân quý đến mức nào. Khi ba chiếc bình gỗ nhỏ đặt trên khay được bưng ra, dù cách một lớp gỗ nhưng Khương Vọng vẫn cảm thấy sức sống đang phun trào. Uống một giọt nguyên thủy trong chai này, hôm nay tay của ngươi sẽ khôi phục, đồng thời sẽ còn tốt hơn nữa. Lão Tế Ti cầm lấy một cái bình đưa cho Vũ Khứ Tật, ba vị Long Thần sứ giả không ngại nguy hiểm đi đối phó Yên Kiêu. Tộc của ta không có gì để báo đáp, nguyên thủy này chính là báu vật trấn tộc của thánh tộc ta, dùng một giọt là sẽ mất một giọt. Uống vào là có thể chữa trị thương tích, chỉ cần không chết là sẽ có thể khôi phục. Nếu không bị thương mà uống vào thì cũng có thể tăng cường căn nguyên, giúp ích cho việc tu hành. Lão ân cần nói, ba vị sứ giả, mỗi người một giọt, xin hãy nhận lấy. Đương nhiên Khương Vọng sẽ không khách sáo, có thể khiến lão thái thái này lôi ra thứ tốt như vậy cũng không dễ dàng gì. Có lẽ thu hoạch từ vùng đất Nặc Xà đã khiến lão rất hài lòng, hơn nữa cũng cần Vũ Khứ Tật duy trì trạng thái đỉnh cao để đối phó với Yên Kiêu. Đương nhiên Vũ Khứ Tật sẽ không từ chối thứ có thể khiến cánh tay của mình hồi phục. Có điều là tu sĩ y đạo, gã còn cần phải dùng cách của mình để kiểm tra, sau đó mới dám uống. Khi Thanh Hoa đưa khay đến trước mặt Tô Kỳ thì y từ chối, ta không muốn giọt nguyên thủy này. Y nhìn thẳng Tế Ti, nói, ta chỉ muốn biết chính xác vì sao đêm xâm nhiễm lại xảy ra. Ta muốn tất cả các ghi chép của thánh tộc về vấn đề này. Hãy kể cho ta tất cả những gì lão biết. Việc một người rất quan trọng của Tô Kỳ chết trong đêm xâm nhiễm, lão Tế Ti cũng đã biết thông qua Thanh Thất Thụ. Cho nên lão cũng không thấy quá ngạc nhiên với phản ứng của y. Ngươi vẫn nên nhận nguyên thủy đi, trở nên mạnh mẽ cũng là chuyện tốt đối với ngươi, ta nghĩ chắc ngươi sẽ cần. Tế Ti rất cởi mở nói, về phần đêm xâm nhiễm, những người quanh năm sống trong sợ hãi như chúng ta còn muốn giải quyết chuyện này hơn ngươi. Lát nữa, ngươi có thể đi thẳng đến thư ốc, tất cả ghi chép có liên quan ta đều sẽ để cho ngươi xem, sẽ không giấu giếm điều gì. Không cần phải trao đổi, bởi vì mục tiêu chung của chúng ta là phải tiêu diệt được Yên Kiêu. Tô Kỳ im lặng một hồi, vươn tay cầm lấy cái bình gỗ. Có thể thấy được, mãi đến lúc này, y mới chịu công nhận xâm hải thánh tộc. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 455, Tuế Nguyệt đã lặn. Lão Tế Ti đóng cửa để chế tạo Nặc Y, Vũ Khứ Tật nghiên cứu nguyên thủy và xử lý các vết thương. Tô Kỳ thì ngâm mình trong phòng sách của thánh tộc, lật xem vô số ghi chép phong phú. Điều đáng nói là chữ viết của thánh tộc rất giống với ngôn ngữ của bọn họ, đồng thời cũng rất gần với chữ viết đương thời nên cũng không khó để phân biệt. Cùng lúc đó, Khương Vọng cũng tuyên bố bế quan. Hắn kiên quyết không thừa nhận đó là vì hắn thiếu ý tưởng để giúp Thanh Thất Thụ tạo mối quan hệ. Và sợ Thanh Thất Thụ làm phiền, hắn vì tu hành. Trong nhà quả, Khương Vọng khoanh chân ngồi. Con rắn nhỏ màu đen bị mắc kẹt trong thần hồn Hoa Hải vẫn còn ở trong Thông Thiên Cung sau khi Nặc Xà Vương chết. Nó gần như không còn mục đích gì nữa, chỉ bơi lượn lung tung, sau khi đi vào vùng đất thần ấm thì lại càng thêm ủ rũ. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu của Khương Vọng.
Cấu tạo của thần hồn Diễm Hoa là lấy sức mạnh thần hồn làm cơ sở, thay thế cho đạo nguyên, lấy đạo thuật Diễm Hoa làm mạch suy nghĩ, trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng. Mà ngược lại, liệu việc phân tích những con rắn đen nhỏ này có thể đảo ngược quá trình hình thành của chúng không? Kẻ thi thuật đã chết, bị thiếu kiểm soát và mất đi sức mạnh bổ sung, nhưng trong Thông Thiên Cung vẫn còn lưu lại sức mạnh đạo thuật, đây chính là một tư liệu quý hiếm không thể nghi ngờ. Tu hành là một quá trình tìm hiểu thế giới, hiểu rõ bản thân, khám phá, tìm kiếm kiến thức và tự tìm niềm vui. Khương Vọng không ngại mệt nhọc, vất vả, nhưng độ khó khi phân tích một môn đạo thuật như thế vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Sau khi trở về từ vùng đất Nặc Xà, trời đã xế chiều. Mất cả một đêm, cộng thêm một ngày và một đêm hôm sau nữa, nhưng việc phân tích đạo thuật thần hồn này vẫn không thể hoàn thành. Nếu như so sánh đạo thuật này với cả một con rắn đen, thì những thứ mà hắn phân tích được cho đến nay chỉ là nửa thân của con rắn, hoặc cũng có thể là nửa đuôi của nó. Đã là ngày cuối cùng trước khi phải đối phó với Yến Kiêu, thời gian không cho phép hắn tiếp tục phân tích nữa. Cũng may là hắn đã có nền tảng, cho nên có thể sau khi rời khỏi Xâm Hải Nguyên Giới, hắn vẫn có thể sử dụng nền tảng này để tiến hành thôi diễn trên đài diễn đạo. Chẳng qua là phải hao tổn điểm công. Đây là lợi ích của Thái Hư Huyễn Cảnh. Khương Vọng ngồi trước mặt Lão Tế Ti. Lúc này, vết thương trên người Vũ Khứ Tật đã bình phục, Tô Kỳ thì vẫn đang tìm kiếm câu trả lời trong thư ốc. Sau khi chế tạo nặc y xong, đầu tiên Tế Ti gọi một mình Khương Vọng đến. Khương Vọng cũng đang định nói chuyện với Lão. Đây chính là bộ tốt nhất trong bốn bộ nặc y. Lão lấy ra một bộ nặc y, đặt trước mặt Khương Vọng. Nếu nhìn từ bề ngoài, nó chỉ là một chiếc áo choàng màu xám. Hình thức đúng, quy củ, màu sắc bình thường, trông không nổi bật lắm. Còn nếu quan sát kỹ sẽ có thể nhận ra điều phi thường. Điều quan trọng nhất là toàn bộ áo choàng hoàn chỉnh và toàn diện, không có dấu vết may vá, giống như lông động vật, trời sinh đã như thế này, thiên y vô phùng có lẽ cũng chỉ như thế này. Chất liệu của nặc y này đương nhiên là được làm từ da của nặc xà vương. Bốn bộ, Khương Vọng vuốt ve nặc y, cảm thấy hơi nghi ngờ. Đợt đầu tiên chỉ làm ra bốn bộ. Thất thụ cũng sẽ cùng đi săn yến kiêu với các ngươi, như vậy một bộ sẽ thuộc về hắn. Lão nói, Thanh thất thụ cũng đi. Lão Tế Ti đương nhiên biết nghi ngờ của hắn đến từ đâu, lại trả lời, hắn chỉ chịu trách nhiệm phòng thủ. Cố gắng giúp các ngươi chịu được đòn tấn công của Yến Kiêu, để các ngươi có thể gây ra nhiều vết thương cho nó. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cái chết của Yến Kiêu. Nếu Thanh thất thụ chỉ phòng thủ, không tấn công, đúng là thực sự sẽ không chạm vào quy tắc hồi sinh của Yến Kiêu. Chỉ là điều này quá nguy hiểm với hắn, Khương Vọng nói. Lão chậm rãi nói, trốn tránh tương thú, đây chính là trách nhiệm của hắn. Hắn cũng đã hiểu, ngươi không cần phải lo lắng. Cuối cùng Khương Vọng cũng hiểu ra. Ở vùng đất Nặc Xà, khi Thanh Bát Chi hỏi Thanh Thất Thụ tại sao lại không đeo kiếm, thì câu trả lời của Thanh Thất Thụ là rèn luyện, điều đó có nghĩa là gì? Cái tên cao lớn thô kịch lúc nào cũng cười toe toét đó thực sự đã sớm giác ngộ. Thực ra, Khương Vọng suy nghĩ một chút mới nói, ta không có tự tin sẽ giết chết được Yến Kiêu. Hắn không cần phải che giấu, đã là sự an toàn của bản thân, vậy thì cũng không cần phải ngại ngùng. Lúc đầu, việc tiêu diệt Yến Kiêu khiến hắn lo nghĩ tràn trọc, sau lần đến vùng đất Nặc Xà, chất lượng của chiến hữu lại càng khiến hắn thêm không hài lòng. Là một tu sĩ y đạo, hiệu quả chiến đấu của Vũ Khứ Tật đã được kiểm chứng, không thể nói là yếu, nhưng cũng chẳng mạnh bao nhiêu. Tô Kỳ thì tâm trạng suy sụp, khó có thể phát huy sức lực đỉnh cao. Hiện tại lại đang tập trung vào đêm xâm nhiễm, nếu thật sự nắm được manh mối, việc y trực tiếp bỏ Yến Kiêu cũng không phải là không thể. Nói không phải khiêm tốn, nếu cùng bọn họ đi giết chết Yến Kiêu thì Khương Vọng chắc chắn sẽ là chủ lực. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn phải gánh chịu mối nguy hiểm lớn nhất. Sứ mệnh, vinh dự hay gì đó thì không cần phải đề cập đến. Nói cho cùng Xâm Hải Thánh tộc cũng hoàn toàn xa lạ với hắn, tuy rằng mấy ngày nay giữa bọn họ có tiếp xúc, cũng coi như là hòa hợp với Thanh Thất Thụ, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để hắn liều mạng vì bọn họ. Nếu mọi chuyện không hòa hợp, hắn tình nguyện rời khỏi vùng đất thần ấm và tìm cơ hội khác để rời khỏi Xâm Hải Nguyên Giới. Nếu thật sự không còn cách nào khác, quay lại đối mặt với Yến Kiêu cũng chưa muộn. Lão Tế Ti đã trải qua nhiều chuyện, đương nhiên có thể nhìn ra cảm xúc của Khương Vọng. Lúc trước thì đưa Nguyên Thủy, hiện tại thì lại bảo với hắn là Thanh Thất Thụ đã có giác ngộ, tất cả là để củng cố lòng tin cho hắn, nhưng rõ ràng tác dụng vẫn chưa đủ.
Ta biết, có thể ngươi vẫn còn nghi ngờ về chuyện Yến Kiêu, ta cũng có thể hiểu được. Ta là Tê Ti Thánh Tộc, việc giải quyết những nghi ngờ trong lòng ngươi là điều ta nên làm. Lão nói, chàng trai trẻ, ngươi có muốn nghe chuyện chúng ta đã nỗ lực như thế nào để khiến Yến Kiêu suy yếu không? Khương Vọng nói, xin lắng tai nghe. Những gì ta sắp nói với ngươi, ngươi không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Ta, Tô Kỳ và Vũ Khứ Tật cũng không thân thiết như lão nghĩ. Vẫn chưa đến mức kể hết mọi chuyện cho nhau nghe. Lão Phụ nói, ta không ám chỉ bọn họ, người ta nói đến là những người trong thánh tộc của ta. Khương Vọng nhịn xuống nghi hoặc trong lòng, chỉ nói, vậy xin mời lão nói. Lão đột nhiên hỏi về một chuyện có vẻ không liên quan, trước đó sứ giả Vũ Khứ Tật có hỏi ta, thánh tộc đã hiến đầu cho Yến Kiêu. Tại sao không đưa những người già và trẻ em, mà lại phải thông qua phương thức tướng thú để khiến những chiến binh cường tráng phải hy sinh? Ngươi còn nhớ câu trả lời của ta không? Người già là lịch sử, trẻ em là tương lai. Khương Vọng trả lời không hề chậm trễ, bởi vì hắn thực sự đồng ý với câu trả lời này. Nhưng lão Tế Ti lại nói, thực tế thì nó chẳng liên quan gì đến lịch sử, cũng chẳng liên quan đến tương lai. Nó không liên quan tới danh dự, thậm chí còn không liên quan đến đạo đức, nó chỉ có liên quan với Yến Kiêu thôi. Khương Vọng yên lặng lắng nghe. Thiếu niên lang, ta có thể nhìn ra ngươi là một người đáng để tin cậy. Ánh mắt của bà lão hiền lành. Khương Vọng không nói gì, hắn không cần phải khiêm tốn với chuyện này, bởi vì hắn quả thực rất đáng tin. Giọng điệu của lão bỗng trở nên u sầu, khi xưa lúc ta lớn bằng Thanh Hoa bây giờ, ta cũng đã gặp một thiếu niên lang giống như ngươi. Y cũng là người ngoài, cũng bị Long Thần gọi đến. Đó là một quãng thời gian tuyệt vời. Lão thở dài nhẹ. Lắng nghe là một năng lực rất quan trọng, không ai dạy cho hắn, nhưng Khương Vọng đã hiểu rõ điều đó từ lâu. Vào lúc này, hắn chỉ nhìn chằm chằm lão bà tóc trắng trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ chuyên tâm lắng nghe. Y thông minh, can đảm, chăm chỉ và mạnh mẽ. Khi ta gặp Y, ta đang ở một vùng đất hoa linh ti đua nở. Hoa của hoa linh ti chính là linh ti, nó được sinh ra ở dạng sợi, giống như sợi tóc, chúng ta gọi nó là sợi phiền não. Nó thực sự rất phiền não. Lão thở dài, đôi mắt hơi rủ xuống nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, vào khoảnh khắc đó lại lộ ra chút thẹn thùng của thiếu nữ, vừa chua lại vừa chát, lại có chút ngọt ngào phiền não. Nói đến đây, những vết nhăn trên mặt lão hằn sâu, đôi bàn tay gầy guộc và khô héo vỗ vỗ đệm cói. Hai, tấm đệm cói này làm bằng linh ti. Chúng ta dùng nó để dệt quần áo, làm giày rơm. Ai, cũng đều có phiền não, không ai có thể thoát khỏi nó. Chương 456, Tiểu Phiền. Đạo Phật coi việc cạo râu tóc là chịu giới luật để đi tu, là một trong những dấu hiệu của tăng ni thanh tịnh, nên tóc cũng được gọi là sợi phiền não. Khi nhắc về quá khứ, lão phụ vẫn mang theo niềm vui. Chỉ là hiện tại, mái tóc đen đã trở thành hoa dâm. Đã từng thơm cỏ tùm, giờ cũng chỉ là năm tháng đã qua. Khi ta đang hái linh ti, y từ trên trời rơi xuống. Nụ cười của y rất dịu dàng, dáng vẻ đẹp trai, y nói, cô nương, cô nương. Lão nói đi nói lại hai chữ này, nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo của mình, chợt lặng đi. Tất cả tiếc nuối, u uất, khó quên, không muốn từ bỏ, đều đang lắng đọng ở trong khoảnh khắc này. Cuối cùng thì lão cũng bỏ qua được tất cả những câu chuyện cũ đó, sau này y sống ở đây. Y khôn ngoan và mạnh mẽ hơn tất cả những nam nhân trên thế gian này. Y đã tìm được nơi thần Long Mộc sinh sống mới, giúp chúng ta hoàn thành cuộc di cư cuối cùng. Cũng chính là y tìm được cách đối phó với Yến Kiêu. Y phát hiện ra Yến Kiêu trở nên mạnh mẽ hơn nhờ hấp thụ sức mạnh của sự oán hận. Cái đầu là thức ăn của nó, và sự oán hận là nguồn gốc của nó. Nó được sinh ra trong xâm hải nguyên giới, là cội nguồn của sự oán hận trong thế giới này. Tất cả mọi người được sinh ra ở thế giới này đều không thể giết được nó. Nghe đến đây, Khương Vọng phát hiện một vấn đề, y mà lão đang nhắc tới xuất hiện ở xâm hải nguyên giới khi nào. Lão Tế Ti nhìn hắn một cái thật sâu, ngươi và y đều nhạy bén như nhau. Chính xác thì y xuất hiện cách đây hơn 500 năm trước. Thời gian Long Thần im lặng cũng không kéo dài đến 1.000 năm. Khoảng hơn 500 năm trước, từng có một lần Long Thần sứ giả giáng thế. Nhưng khi đó là khoảng thời gian hỗn loạn nhất xâm hải nguyên giới, Long Thần sứ giả duy nhất còn sống được thánh tộc tìm thấy chỉ có mình y. Chỉ là y không trải qua việc tế đàn nghiệm chứng, cho nên cũng chưa từng xuất hiện việc Long Thần ứng tọa. Cũng bởi vậy mà chuyện này có thể che giấu được,
hiện tại ngoại trừ ta ra, không một ai trong thánh tộc biết được hơn 500 năm trước đã từng có một vị long thần sứ giả hạ xuống. Tại sao sự xuất hiện của long thần sứ giả cách đây hơn 500 năm cần phải che giấu? Hơn 500 năm trước, thời kỳ hỗn loạn nhất của Xâm Hải Nguyên Giới là gì? Nguyên nhân là do đâu? Câu trả lời cho câu hỏi trước rất dễ suy luận, tình cảm giữa người rơi xuống đó và lão tế ti chỉ sợ là không được Xâm Hải thánh tộc cho phép. Thậm chí, khoảng hơn 500 năm trước, chẳng lẽ mối quan hệ giữa long thần sứ giả và Xâm Hải thánh tộc cũng là mối quan hệ hợp tác sao? Về câu hỏi thứ hai, Khương Vọng cũng không biết là có nên hỏi hay không. Loại câu hỏi liên quan đến thời kỳ hắc ám này có lẽ sau khi hỏi ra cũng không có câu trả lời. Suy đi nghĩ lại, Khương Vọng mới hỏi, y không muốn, rời đi sao? Khóe miệng lão lại cong lên, y nói rằng ta là độc nhất vô nhị, không nên dùng cùng một cái tên với người khác, cho nên y đặt cho ta một cái tên, gọi là Tiểu Phiền. Lão dường như đã trả lời sai câu hỏi, nhưng câu trả lời cũng lại nằm trong đó. Đối với người đã rơi xuống đó, lão là phiền não của y và cũng là nỗi ưu sầu của y, cho nên tất nhiên y sẽ không muốn rời đi. Không biết vì sao Khương Vọng đột nhiên nghĩ tới một điều, chẳng trách Thanh Thất Thụ luôn một lòng một dạ nghĩ đến việc tạo quan hệ. Sau một khoảng thời gian khó mà đếm hết, khi tóc đã hoa râm, có một người như vậy, một khoảng thời gian khiến cho ngươi mỗi khi nhớ lại đều có thể bật cười thành tiếng. Đó là một chuyện tốt đẹp đến mức nào? Khó trách lão tế ti có hiểu biết nhất định về thế giới hiện tại và lão cũng biết rõ mục đích của long thần sứ giả. Sớm chiều ở chung với một vị tiền bối từng là long thần sứ giả, có gì mà lão không biết được chứ? Còn có cái gì mà không biết đây? Đối với thân phận long thần sứ giả này, vị tiền bối đó thực sự là một kẻ phản bội, nhưng Khương Vọng không chút oán giận nào. Suy nghĩ một chút, Khương Vọng lại hỏi thêm một câu, yến kiêu nhất minh, tất ăn trăm đầu. Nhưng ta nhìn thấy số lượng võ sĩ thánh tộc tham dự tướng thú cũng không nhiều. Tế ti nói, tướng thú là một vinh dự, chỉ có những chiến binh ưu tú nhất thánh tộc mới được tham gia. Mà yến kiêu nhất minh tất ăn trăm đầu cũng không phải nói toàn bộ đều là đầu người. Đây cũng là lý do tại sao chiến binh thánh tộc thường phải đi săn, chính là vì tích trữ những đầu của những con thú hoang. Khương Vọng gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Tế ti tiếp tục giảng giải, y đã từng thử cố gắng một mình giết chết yến kiêu, nhưng yến kiêu đã trưởng thành nhiều năm như vậy, y không phải là đối thủ của nó. Nhưng sau nhiều lần chiến đấu với nó, y cũng có hiểu biết nhất định về yến kiêu. Y phát hiện ra yến kiêu sinh ra là vì loài người, đầu của con người là lương thực chính của nó, và oán hận của con người cũng là nguồn gốc sức mạnh của nó. Khương Vọng thật sự rất bội phục, vị tiền bối kia đã làm được rất nhiều. Ta đã nói rồi, y là nam tử vĩ đại nhất trên thế gian này. Lão thay mặt người kia nhận lấy sự ngưỡng mộ này rồi nói tiếp, sau khi hiểu được nguồn gốc của yến kiêu là gì, y đã nghĩ ra cách đối phó với nó. Những người đưa đầu không được phép có oán hận trong lòng, hoặc ít nhất là oán hận không được quá nặng. Vì vậy, theo đề nghị của y, ta đã đứng ra lãnh đạo việc xây dựng truyền thống tương thú. Để khiến các chiến binh trong tộc tôn trọng và công nhận truyền thống này, coi nó như là một vinh dự mà không phải vứt bỏ, chết một cách khốc liệt chứ không phải đầy uất hận. Như vậy sức mạnh của yến kiêu không những không phát triển được, mà còn bởi vì không được loài người bổ sung oán hận cho nên sẽ dần dần suy yếu. Cứ suy yếu dần, cho đến tận bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội tiêu diệt nó. Truyền thống tướng thú của Xâm Hải Thánh tộc hoàn thành dưới sự hướng dẫn của con người. Vì để tiêu diệt yến kiêu, nên người rơi xuống đó đã sắp đặt ra một kế hoạch kéo dài hơn 500 năm. Ánh mắt không thể nói là không xa, kế hoạch không thể nói là tầm thường. Nếu như yến kiêu không đợi các người hiến đầu, mà ngược lại tự mình đi săn lấy đầu, vậy thì chẳng phải sự tồn tại của tướng thú sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa sao? Khương Vọng lại hỏi. Hiến đầu là một nghi thức, giống như đầu của những con kiêu đầu tiên được treo trên cọc gỗ, nó cần phải hấp thụ sức mạnh từ nghi thức này. Đó là lý do tại sao nó tạo ra nỗi kinh hoàng. Nói cách khác, giết người trực tiếp rồi ăn tươi nuốt sống đầu cũng sẽ không làm cho nó có được sức mạnh. Chính vì vậy yến kiêu đã phải tốn rất nhiều thời gian, buộc mọi người phải hiến đầu cho nó. Khương Vọng đã hiểu được đại khái, liền hỏi tiếp, tại sao ngay từ đầu lão không nói cho chúng ta biết chuyện này? Lão trực tiếp trả lời, ta không biết các ngươi có đáng để tin tưởng hay không. Cơ hội này quá quan trọng, chúng ta đã đợi hơn 500 năm, ta không muốn lãng phí nó. Vậy thì tại sao bây giờ lão lại nghĩ rằng ta đáng để tin tưởng? Cái vị sứ giả tên Tô Kỳ đó,
sau khi nhận ra ngươi thì đã coi ngươi là người đáng tin cậy. Điều đó cho thấy ở chỗ của các ngươi, ngươi là người có danh tiếng rất tốt. Lão Tế Ti nói, khi các người đi săn rắn, thực ra ta vẫn luôn quan sát ngươi. Trong lúc nguy hiểm, ngươi sẵn sàng giúp đỡ bạn đồng hành của mình. Trong lúc khó khăn, ngươi cũng sẵn sàng gánh vác những trách nhiệm nặng nề. Vì vậy, ta nghĩ ngươi là người có thể tin tưởng, giống như y vậy. Y trong miệng Tế Ti đương nhiên là vị tiền bối đã từng rơi xuống trước đó. Ta không dám so sánh với người trong lòng lão. Khương Vọng do dự một chút, vẫn hỏi một câu, không biết lão nhân gia hiện tại như thế nào. Tất nhiên là ngươi không thể so sánh với y, nhưng có vài điểm rất giống nhau. Lão nói, dường như dưới góc nhìn của lão, việc có một số chỗ giống với người đó cũng là một điều đáng khen ngợi rồi. Lão chậm rãi nói tiếp, y đã rời đi rất lâu rồi. Vị tiền bối đó không tiếp nhận lễ rửa tội của Long Thần sao? Khương Vọng hỏi. Sau khi trở thành thành viên của Xâm Hải Thánh Tộc, tuổi thọ hẳn là phải kéo dài mới đúng. Dựa vào việc vị tiền bối đó có thể một mình chiến đấu nhiều lần với Yến Kiêu vẫn chưa suy yếu lúc đó thì thực lực hẳn là vượt xa Khương Vọng hiện tại. Tế Ti nói rằng nếu Khương Vọng tiếp nhận lễ rửa tội của Long Thần, tuổi thọ của hắn có thể lên tới 1.000 năm. Nếu tiền bối đó lựa chọn tiếp nhận lễ rửa tội của Long Thần thì tuổi thọ của y hẳn là sẽ kéo dài ra mới phải. Nếu đã không có ý định rời khỏi Xâm Hải Nguyên Giới vậy thì không có lý do gì để từ chối. Lão im lặng một hồi mới nói, y có tín ngưỡng của riêng mình. Đây là một câu trả lời ngoài dự đoán. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 457, Quan Diễn. Tín ngưỡng của người đó là gì? Khương Vọng hỏi. Lão bà có chút oán trách liếc nhìn hắn một cái, tựa như đang giận hắn hỏi chuyện không đâu, nhưng vẫn trả lời, y là đệ tử Phật giáo. Khương Vọng rất khéo léo đáp lại, nhưng y vẫn lựa chọn ở bên cạnh lão. Bà lão lại cười, ừ. Trên thực tế, trong lòng Khương Vọng đang rung động rất lớn. Hòa thượng, hóa ra lại là hòa thượng. Hơn nữa lão phụ còn nói, hắn trông rất giống vị hòa thượng này. Chẳng lẽ hắn thật sự có duyên với hòa thượng sao? Hắn không khỏi lắc đầu, cố gắng thoát khỏi suy nghĩ kinh khủng này. Thực ra hắn cũng có bóng ma tâm lý với thầy trò Khổ Giác và Tịnh Lễ. Phật Tông vốn là lưu phái nổi tiếng đương thời, việc thường xuyên gặp các hòa thượng là chuyện hết sức bình thường. Nếu đến tận bây giờ mà vẫn không được gặp mới là chuyện không bình thường. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu vị tiền bối đó là một hòa thượng. Cái tên tiểu phiền này có vẻ hơi lãng mạn quá rồi. Tiểu phiền, sợi phiền não, đầu chọc. Ta vốn đã cạo đầu để đi tu, từ nay về sau không thuộc trần thế, nhưng ngươi lại trở thành trần duyên của ta. Bản thân là một hòa thượng nhưng y vẫn đặt một cái tên vô cùng dịu dàng cho Tế Ti Thánh Tộc. Nếu như sinh ra sớm hơn mấy trăm năm, có thể quen biết vị đại sư này, thì hắn không cần phải lo lắng việc dạy Thanh Thất Thụ tạo mối quan hệ như thế nào. Pháp danh của vị đại sư này là gì? Khương Vọng hỏi. Nói đùa vậy thôi, nếu có thể biết được xuất thân của y ở hiện thế, thì có thể có được cái nhìn sơ lược về kế hoạch của y. Lão Tế Ti nói, tên là Quan Diễn. Y nói với ta rằng y xuất thân từ Huyền Không Tự. Huyền Không Tự. Trong đầu Khương Vọng vô thức hiện lên khuôn mặt già nua và gầy guộc vàng vọt của Khổ Giác. Giọng nói của lão dường như vẫn đang văng vẳng trong đầu hắn. Đồ nhi, ngươi thật sự có duyên với Huyền Không Tự của ta đấy. Hắn cố gắng xua tan đi loại ảo tưởng này. Khương Vọng nói, quả nhiên là một tông môn nổi tiếng trong thiên hạ. Chẳng trách y lại ưu tú như vậy, khiến lão vĩnh viễn không thể quên. Có lẽ đúng như ngươi nói. Lão Tế Ti thở dài, y đã đặt ra truyền thống tướng thú cho thánh tộc, những ghi chép lịch sử về thánh tộc cũng do y sửa sang lại. Y tìm ra thần long mộc mới, giúp chúng ta hoàn thành cuộc di cư và tìm ra cách đối phó Yến Kiêu. Có thể nói thánh tộc đi được đến hôm nay cũng là nhờ y, nhưng ta lại không thể nhắc đến y trước mặt người trong tộc. Đương nhiên Khương Vọng hiểu tại sao lão Tế Ti không thể đề cập đến hòa thượng Quan Diễn với người trong tộc của mình. Điều quan trọng và khó khăn nhất chính là liệu tướng thú có thể tiếp diễn và Yến Kiêu có thể tiếp tục bị suy yếu nữa hay không. Về việc Xâm Hải Thánh Tộc có thể chấp nhận người ngoài không thể thay đổi tín ngưỡng giống họ hay không, đó cũng là một trong những mâu thuẫn khó có thể giải quyết. Bởi vì bản thân Xâm Hải Thánh Tộc tồn tại là do bọn họ có tín ngưỡng với Long Thần, trong vấn đề này không có một điểm nào có thể dung hòa được. Quẳng những suy nghĩ lộn xộn về Huyền Không Tự sang một bên.
Khương Vọng lại nói, cho nên Tế Ti đại nhân, ý của lão là từ hơn 500 năm trước, sức mạnh của Yến Kiêu không những không được bổ sung, mà ngược lại càng ngày càng giảm đi, thậm chí bây giờ còn suy yếu đến mức có thể bị ta đánh bại sao? Tế Ti nói, vết thương trên cánh trái của Yến Kiêu mà Bát Chi nhìn thấy khi hiến đầu chính là một bằng chứng rõ ràng. Không ai trong Xâm Hải Nguyên Giới có thể chống lại nó, điều duy nhất có thể tạo thành thương tổn cho nó chính là những người ngoài. Mà nếu người ngoài đó có thể làm tổn thương nó, điều đó cũng cho thấy sức mạnh của nó đã bị suy yếu đến mức ngang với người ngoài rồi. Lão nhìn về phía Khương Vọng, vấn đề bây giờ là trong số tất cả long thần sứ giả rơi xuống đây, hiện tại thực lực của ngươi đang đứng ở đâu? Có thể so sánh với long thần sứ giả đã chết trận hay không? Điều này quyết định liệu ngươi có cơ hội giết chết Yến Kiêu hay không? Khương Vọng nhớ lại những tu giả đứng ở tinh vị gần hắn trong thất tinh cốc, sau đó nói thẳng, trong số những người rơi xuống thế giới này, ta không có đối thủ. Lời này nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng đó là sự thật. Trong số những người tu hành tham gia vào bí cảnh thất tinh lâu lần này, nếu nói về đối thủ của hắn thì hẳn là có. Nhưng bọn họ đều đang ở vị trí thiên cương tinh, bọn họ nhất định không tồn tại ở vị trí địa sát tinh. Khương Vọng lựa chọn vị trí địa sát tinh cũng vì hắn không theo đuổi thu hoạch tốt nhất, điều hắn muốn là bảo vật tăng tuổi thọ. Tất nhiên, nói không chừng cũng có những người ẩn giấu thực lực. Nhưng lần này, cường giả nội phủ cảnh cũng chỉ có vài người, tất cả đều đang ở vị trí thiên cương tinh, cố gắng theo đuổi bí mật thuộc về ngoại lâu cảnh vốn đã lan truyền xôn xao. Mà chỉ cần còn ở đằng long cảnh, Khương Vọng không sợ một trận chiến nào cả. Vậy thì đường về nhà của ngươi sẽ ở ngay trên người Yến Kiêu, Tế Ti nói. Khương Vọng suy nghĩ một hồi rồi trả lời, ta thừa nhận rằng ta đã bị thuyết phục. Nhưng ta chỉ đại diện cho bản thân mình, không biết Tô Kỳ và Vũ Khứ Tật sẽ quyết định thế nào. Lão phụ mỉm cười, bọn họ cũng sẽ lựa chọn giống như ngươi thôi. Bởi vì đây là con đường đúng đắn duy nhất. Ngay từ hơn 500 năm trước, Quan Diễn đã chuẩn bị kỹ cho ngày hôm nay rồi. Đêm đó, ba sứ giả long thần ngồi lại với nhau một lần nữa. Ngay từ đầu Tô Kỳ cũng không có ý kiến gì với Yến Kiêu, y chỉ muốn trộm một ít bảo vật rồi rời đi. Nhưng sau khi gặp phải đêm xâm nhiễm, tâm tính của y đã thay đổi. Hiện tại y chỉ muốn tìm ra đầu sỏ gây nên đêm xâm nhiễm và trả thù cho Tiểu Ngư. Đây là lý do tại sao Khương Vọng nghĩ y có thể không tham gia vào cuộc chiến với Yến Kiêu. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau một chút. Khương Vọng nghiêm túc nói, nếu như mọi người muốn cùng nhau đối phó với Yến Kiêu, vậy thì chúng ta phải tạo dựng lòng tin với nhau, tốt hơn hết là nên tránh những lục đục nội bộ. Hắn nhìn về phía Vũ Khứ Tật, rồi nhìn về phía Tô Kỳ, như Tô Kỳ đã nói, hiện tại ta là Thanh Dương Trấn Nam được phong của Đại Tề, có chức tước có lãnh địa. Có câu nói, hòa thượng chạy được chứ miếu không chạy được. Ta có thể hứa với các ngươi rằng sẽ không bao giờ sử dụng bất kỳ âm mưu thủ đoạn nào với các ngươi trước khi Yến Kiêu được giải quyết. Về phần lợi ích sau khi giải quyết được Yến Kiêu, chúng ta sẽ chia theo đóng góp của mỗi người, bây giờ thảo luận về phương án phân chia cũng được. Lời này thực ra cũng không có sức thuyết phục lắm, bởi vì ngay cả khi ngươi đáng tin cậy, nhưng những người khác lại không quen ngươi, vậy thì dựa vào cái gì để tin ngươi đây? Nhưng sự tin tưởng là nền tảng của hợp tác. Hơn nữa Khương Vọng cảm thấy nếu như Tô Kỳ hiểu rõ về hắn thì sự tin tưởng này là hoàn toàn có thể. Bởi vì những gì hắn đã trải qua, những gì hắn đã nói, đã làm và đã bày tỏ thái độ của mình, đều chứng tỏ hắn hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của người khác. Không ngờ người đầu tiên tỏ thái độ lại là Vũ Khứ Tật, ta cảm thấy ngươi là người đáng tin cậy, trong lòng không cong quẹo như mấy kẻ đọc sách. Cho nên ta tin ngươi. Lúc này tay gã đã lành hẳn, nguyên thủy đúng là vô cùng hiệu quả. Gã lại nói tiếp, ta là người rất đơn giản. Ta chính là Vũ Khứ Tật, đại đệ tử thân truyền của môn chủ Kim Châm Môn. Danh tiếng của Kim Châm Môn chúng ta vẫn khá nổi. Hai người đạt được sự nhất trí, vì vậy cả hai đều nhìn về phía Tô Kỳ. Lúc này Tô Kỳ mới nói, ta biết tất cả thông tin về các ngươi, cũng như biết những lời hứa của các ngươi rất có sức nặng. Nhưng không giống với các ngươi, ta xuất thân từ Lương Thượng Lâu, là một môn phái có danh tiếng không tốt lắm. Bản thân ta cũng không phải loại có danh tiếng tốt đẹp gì. Có câu đầu trộm đuôi cướp là để chỉ những tên trộm. Ở Lương Thượng Lâu có rất ít người tu hành siêu phàm, đa số đều là những người bình thường, kiếm sống bằng nghề trộm cắp. Là một môn phái thuộc cửu lưu, tông môn nhỏ, thực lực yếu, hơn nữa danh tiếng cũng không được tốt lắm. Nhưng các ngươi cũng có thể tin tưởng ta, bởi vì hiện tại,
ta là người muốn giết Yến Kiêu hơn bất kỳ người nào trong số các ngươi. Tô Kỳ nói thêm, ta đã kiểm tra tất cả các ghi chép của Xâm Hải Thánh tộc và liên kết các thông tin liên quan với nhau. Ta đã phát hiện ra rằng người tạo ra đêm xâm nhiễm chính là Yến Kiêu. Vì vậy, xin đừng nghi ngờ sự thù hận của ta đối với nó. Tiểu ngư trên trời, có linh thiêng đang dõi theo ta và ta nhất định sẽ không dao động trước khi tiêu diệt được Yến Kiêu. Về phần thu hoạch sau khi Yến Kiêu bị tiêu diệt, nhân cách của ta không đáng để tin tưởng. Vì vậy, việc bàn luận phương án phân chia là không cần thiết, lúc đó ta sẽ dựa vào năng lực của bản thân. Lấy danh nghĩa tiểu ngư trên trời có linh thiêng ra để làm cam kết như vậy thì tất nhiên là rất chân thành. Khương Vọng nhìn về phía Vũ Khứ Tật một lúc, thấy gã gật đầu thì nói, vậy quyết như thế đi. Chương 458, rừng treo sọ. Cho dù Yến Kiêu có suy yếu đến mức nào thì nó vẫn là một thứ đáng sợ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Vị đại sư quan diễn kinh tài tuyệt diễm kia cũng không thể giết nó khi còn sống. Vì vậy, ngay cả khi lão Tế Ti có cho hắn nhiều lòng tin hơn nữa thì Khương Vọng vẫn tỏ ra khá thận trọng. Hắn nhất định phải đảm bảo sự đoàn kết của nhóm mình trước khi cuộc chiến bắt đầu, vì vậy mới có cuộc trò chuyện cởi mở và trung thực hôm nay. Tất nhiên, kết quả đều khá vui vẻ cho tất cả mọi người. Không rõ là mọi người sẽ thu được gì sau khi diệt trừ Yến Kiêu, cho nên việc thảo luận trước về kế hoạch phân chia thực sự là không khả thi. Khương Vọng dựa vào năng lực của bản thân mình nên tất nhiên hắn cũng có thực lực và lòng tin tuyệt đối. Nhưng điều này cũng cho thấy Tô Kỳ và Vũ Khứ Tật cũng có một số sức mạnh tiềm ẩn nào đó, nếu không bọn họ sẽ không tự tin như vậy. Nhưng đây không phải vấn đề. Điều duy nhất khiến Khương Vọng nghi ngờ là làm sao lão Tế Ti lại xác định cuối cùng Tô Kỳ sẽ tìm ra sự thật đằng sau đêm xâm nhiễm. Là do lão đã sớm biết chân tướng hay sao? Nhưng dù sao, thời điểm cũng đã đến. Theo như lời Tế Ti nói thì ngày 17 tháng 9 tại hiện thế, Yến Kiêu sẽ bước vào thời điểm yếu nhất trong năm. Khương Vọng, Tô Kỳ, Vũ Khứ Tật và Thanh Thất Thụ, bốn người đã sẵn sàng xuất phát. Không có nghi lễ đưa tiễn long trọng, hầu hết những người trong thánh tộc còn không biết họ đang làm gì. Trước khi Yến Kiêu hoàn toàn bị tiêu diệt, bọn họ sẽ không được phép biết điều này. Lão Tế Ti đứng ở cửa nhà quả, không biết đang nhìn cái gì, có lẽ đang nhớ nhung người đã ra đi từ rất lâu rồi kia. Cô bé có khuôn mặt tròn tên là Tiểu Quả Nhi hơi nghiêng đầu tò mò nhìn bọn họ. Từ khi sinh ra cô bé đã bắt đầu sống trong vùng đất thần ấm này, cho nên hoàn toàn tò mò với thế giới bên ngoài. Kể từ khi Yến Kiêu xuất hiện, có rất nhiều người thánh tộc cả đời chưa từng bước chân ra ngoài. Sự tò mò với thế giới bên ngoài đã hoàn toàn bị bóp chết. Gần đây vì để thành lập cái gọi là sức hấp dẫn mà Trương Tiên Sinh đã nói, cho nên Thanh Thất Thụ điên cuồng khoe khoang bản thân. Tên này trước khi đi còn vẫy vẫy tay với Tiểu Quả Nhi, Thất Thụ ca đi săn đây. Ca sẽ bắt cho muội một con thỏ con nhé. Nó có lông mượt và mềm. Tiểu Quả Nhi mạnh mẽ gật đầu. Những người biết rõ nội tình là Thanh Bát Chi và Thanh Cửu Diệp đều đến tiễn Thanh Thất Thụ đi, bất kể mối quan hệ trước đây như thế nào. Có bất kỳ ý kiến gì, riêng chuyện này sẽ không có ai cạnh tranh với y. Ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng bất cẩn mà làm chuyện gì sai sót. Thanh Cửu Diệp khuyên nhủ. Thanh Thất Thụ không nhịn được nói, được rồi, ta biết rồi. Thấy y vẫn đang thò đầu nhìn về phía xa, Thanh Cửu Diệp vội giải thích, hôm nay là ngày quan trọng, Thanh Hoa phải ở tế đàn cây. Trong những ngày Yến Kiêu suy yếu, Thanh Nữ phải ở tế đàn, nhất định là để chờ đợi một lời tiên tri có thể xảy ra và cũng là để cầu nguyện cho chuyến đi của bọn họ. Khi nghĩ đến điều này, tiếc nuối trong lòng Thanh Thất Thụ giảm đi rất nhiều, y nhếch miệng nở nụ cười. Thất Thụ Thanh Bát Chi chân thành nhìn y, ngươi cứ yên tâm đi đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho Thanh Hoa. Cút cút cút, Thanh Thất Thụ hét lên ba từ cút rồi mới tức giận quay người lại. Bên trong và bên ngoài vùng đất thân ấm giống như hai thế giới, đám người Khương Vọng cũng dần thích ứng với ánh sáng mờ ảo trong toàn bộ Xâm Hải nguyên giới. Thanh Thất Thụ đi trước dẫn đường, y cũng chưa từng tới xào huyệt của Yến Kiêu. Nhưng trong tay lại cầm một tấm bản đồ chỉ thẳng đến mục tiêu, nghe nói thứ đó là do các chiến binh tiền bối thánh tộc để lại năm đó. Nhưng Khương Vọng biết thừa người tạo ra tấm bản đồ này có lẽ chính là Quan Diễn. Cái vị tiền bối rơi xuống đó vì tiểu phiền của mình mà đã nhiều lần đánh nhau sống chết với Yến Kiêu. Sau khi xác định bản thân không thể giết Yến Kiêu mới để lại một kế hoạch và một tay sắp xếp chuyện ngày hôm nay. Dựa theo bản đồ, sao huyệt của Yến Kiêu nằm về phía tây bắc của vùng đất thần ấm. Khoảng cách đường thẳng đã rất xa,
thêm nữa là cần phải đi qua một số khu vực cấm, bởi vậy tốn khá nhiều thời gian trên đường đi. Khương Vọng và những người khác vẫn duy trì tốc độ di chuyển nhất định so với người cầm bản đồ, không thể chạy hết tốc lực, nhưng cũng phải đảm bảo rằng họ sẽ đến được vị trí mục tiêu trong vòng 2 ngày. Thời kỳ suy yếu hàng năm của Yến Kiêu bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 và kéo dài liên tục từ 3 đến 5 ngày, nó cũng không cố định. Vì vậy, 2 ngày tới là một thời điểm tương đối tốt. Hơn nữa, xâm hải nguyên giới rất nguy hiểm, chạy hết tốc lực có thể dễ dàng dẫn đến việc phải đối mặt với nguy hiểm và không kịp phản ứng. Mặc dù bình thường Thanh Thất Thụ khá tùy tiện, trông có vẻ như không có đầu óc, nhưng y thực sự là một thợ săn có trình độ. Y nắm rõ như lòng bàn tay những khu vực cấm trên đường đi, giúp bọn hắn tránh được nguy hiểm. Y cũng thường dẫn mấy người tránh đi trước khi một số con thú hoang khá mạnh kéo đến. Tất nhiên, trong xâm hải nguyên giới chẳng có con thú hoang nào là nhỏ yếu cả. Con thỏ nhỏ trong miệng Thanh Thất Thụ còn cao hơn Tiểu Quả Nhi rất nhiều. Không biết cô gái nhỏ đó còn dám nuôi nếu y thực sự bắt được nó mang về không. Điều thu hút sự chú ý của Khương Vọng nhất là những dấu vết tồn tại của các tộc người khác mà hắn thỉnh thoảng nhìn thấy trên đường đi. Hắn nhìn thấy những ngôi nhà gỗ dựng trên cây và cũng nhìn thấy vài nhà hoang để lộ một nửa ra bên ngoài. Bên trong đã mục nát và bám bụi từ lâu, một số còn bị thú hoang chiếm giữ. Đã rất lâu rồi không có ai ở. Nhìn vào những nơi ở bị bỏ hoang này, người ta gần như có thể hình dung ra được nỗi sợ hãi mà những người sinh sống ở nơi này đã phải đối mặt vào thời điểm đó. Rốt cuộc là cái gì vậy? Mối nguy hiểm gần như có thể quét sạch bọn họ là cái gì? Yến Kiêu sao? Dọc theo đường đi, ngoại trừ cây cối thì chính là dã thú, quả thực chưa từng nhìn thấy người của tộc nào khác ngoài thánh tộc, ngay cả dấu vết sinh sống cũng không có. Vừa nhìn qua đã biết những ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, chắc cũng phải hơn 100 năm rồi. Không phải vô cớ mà xâm hải thánh tộc nghi ngờ rằng tất cả các chủng tộc loài người ngoại trừ họ đều đã bị tuyệt chủng. Lộ trình dự định kéo dài 2 ngày, điều đó có nghĩa là họ sẽ phải nghỉ ngơi qua đêm ở xâm hải nguyên giới. Về sự nguy hiểm của đêm xâm nhiễm, thánh tộc đã dùng thần long hương để đối phó. Hương được tạo ra bởi lõi thần long mộc, hương thơm có thể chống lại cơn buồn ngủ đầy bắt buộc của xâm hải nguyên giới vào ban đêm. Hiện nay long thần mộc ngày càng khan hiếm, người thánh tộc đã phải hy sinh dùng hồn dục để có thể nuôi trồng đến hiện tại, điều đó đủ để hình dung được loại trầm hương này quý giá như thế nào. Lão Tế Ti gần như đã móc sạch nhà kho của tộc, lấy ra đủ 5 nhánh. Cho dù có nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nếu như sau 5 đêm mà vẫn chưa giải quyết được Yến Kiêu thì sẽ không thể thành công được nữa. Tại nơi nghỉ ngơi của đêm đầu tiên, trong một khu đất trống ở rừng, rắn, côn trùng, chuột và kiến đều đã bị xua đuổi từ lâu. Và khi màn đêm buông xuống, toàn bộ xâm hải nguyên giới chìm trong im lặng. Thậm chí đến cả một tiếng côn trùng kêu cũng không nghe được. Thần long hương lặng lẽ cháy giữa không gian thoáng đãng, Vũ Khứ Tật nhìn chằm chằm vào nó, sẵn sàng xông lên đốt lại bất cứ lúc nào. Mặc dù Thanh Thất Thụ đã liên tục cam đoan rằng thần long hương sẽ không bao giờ tắt. Tô Kỳ thì kinh ngạc nhìn về phía sâu trong màn đêm, không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc xâm hải nguyên giới rộng lớn cỡ nào, ngươi có từng nghĩ sẽ đi đến điểm cuối cùng để nhìn thử không? Khương Vọng phá vỡ sự im lặng, lớn tiếng hỏi. Biện pháp tốt. Đôi mắt Thanh Thất Thụ sáng lên, lấy cớ này, mang Thanh Hoa đi cùng sao? Khương Vọng. Hắn nhất thời mất đi hứng thú nói chuyện, đành phải im lặng, đúng là nói chuyện với một tên suốt ngày chỉ muốn tạo mối quan hệ chẳng có gì hay ho cả. Chẳng bằng tiếp tục thăm dò ngũ phủ hải thì tốt hơn. Khi đã biết, được buổi tối ở xâm hải nguyên giới rất nguy hiểm, thì con người dù có to gan đến đâu cũng sẽ không ngủ được. Còn đối với Khương Vọng thì điều này cũng không có gì khác biệt, trừ khi thực sự quá mệt mỏi, còn bình thường hắn rất ít khi ngủ, phần lớn thời gian đều dùng để tu hành. Tròn một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong xâm hải nguyên giới rất ít thay đổi, so với tình hình hiện tại, bản đồ vẽ từ hàng trăm năm trước dường như cũng không thay đổi nhiều. Với sự chỉ đường rõ ràng của bản đồ, bốn người đã đến đích vào buổi chiều ngày hôm sau. Dấu hiệu để đến đích là một thần long mộc khổng lồ, nghiêng ngả và mục nát. Nó đã ngã xuống mà vẫn cao bằng 3 người. Trên một cây gỗ mục nát thường mang theo sức sống, nhất là một cây gỗ mục to lớn như vậy. Nhưng thần long mộc mục nát trước mặt thì lại khác, phía trên thậm chí không có một con côn trùng nào, chỉ mang đến cho người ta cảm giác về một cái chết thuần khiết. Nó thực sự đã chết, chết đến mức không thể chết thêm. Khương Vọng bay lên không trung, nhìn thấy phía sau cây thần long mộc đã bị đổ này.
những hàng cây dày đặc mọc lên. Những cây này tương đối gầy, không hề to lớn giống như những cây có thể nhìn thấy khắp mọi nơi trong Xâm Hải Nguyên Giới. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai cây vô cùng hẹp, đây cũng là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy mật độ cây cối dày đặc như vậy kể từ khi hắn bước vào Xâm Hải Nguyên Giới. Như thể những cây này không cần phải cạnh tranh tài nguyên sinh tồn gì cả. Hay nói cách khác, sự sống sót của chúng hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng và độ ẩm. Trên mỗi một gốc cây đều treo một cái đầu người. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 459, chỗ sâu rừng sọ có người khác. Nơi này chính là hang ổ của Yến Kiêu, rừng Huyền Lô được đánh dấu trên bản đồ. Những chiếc đầu lâu treo lơ lửng trên cây, hốc mắt trống rỗng tựa như đang nhìn chằm chằm vào mỗi người đến đây. Sự trầm mặc vô vọng này đã kéo dài mấy trăm năm nay. Bốn người tản ra. Thanh Thất Thụ cầm thuẫn đi ở phía trước, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Bắt đầu từ giờ, y sẽ thực hiện trách nhiệm của mình. Tất cả những nguy hiểm nhắm vào Long Thần sứ giả thì một võ sĩ thánh tộc như y phải gánh chịu trước tiên. Đối với đám người Khương Vọng, đây là một lần mạo hiểm, một lần tìm kiếm thu hoạch trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với võ sĩ Xâm Hải thánh tộc, đây là việc kháng cự lại vận mệnh bất hạnh, là ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng. Thanh Thất Thụ không mang theo đao là vì sợ bản năng phản kháng sẽ đánh bị thương Yến Kiêu, từ đó khiến nó có thể phục sinh. Trước kia khi ở vùng đất Nặc Xà, y bị đám Nặc Xà tấn công nhiều lần, đau không chịu nổi, cuối cùng cũng không đánh trả lấy một lần. Đó chính là để huấn luyện cho ngày hôm nay. Đây là cơ hội tốt nhất của thánh tộc, trong cả ngàn năm qua, có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng. Trước khi đi, cô nãi nãi đã nói như vậy. Lớp nặc y mà Thanh Thất Thụ đang mang được thêm vào chút vật liệu thừa từ da nặc xà vương, chất lượng chỉ sau món nặc y của Khương Vọng được dùng toàn bộ từ da nặc xà vương chế tạo ra. Đây là một chút thiên vị mà lão Tế Ti dành cho y. Rừng Huyền Lô vô cùng yên tĩnh, rõ ràng là đã sau giờ ngọ nhưng lại tĩnh mịch như ban đêm. Sự yên tĩnh này khiến Khương Vọng nhớ đến cái nơi tĩnh mịch hắn từng trải qua khi mới đến Xâm Hải Nguyên Giới. Nơi đó với rừng Huyền Lô có mối liên hệ thế nào? Khi đó, hắn cũng nghe thấy tiếng kêu của Yến Kiêu. Lá khô dưới chân kêu xào xạc. Không nên nóng vội, Khương Vọng nhắc nhở. Tô Kỳ mím môi, cố gắng khống chế không để bản thân mình vọt lên trước. Vũ Khứ Tật tiện tay dùng kim đâm vào mấy gốc cây mình đi qua. Không có độc, gã nói, bình tĩnh đến khác thường. Bốn người cẩn thận đi về phía trước, nhưng suốt dọc đường cũng không gặp phải sự tập kích bất ngờ nào. Sự kinh khủng của rừng Huyền Lô dường như mới chỉ dừng lại ở bề ngoài. Họ đi về phía trước, càng đi càng sâu. Cây cối xung quanh như những thân cây trụi lụi đâm thẳng lên, trên ngọn cây lại có cành lá sum suê. Giữa những trạc cây treo những cái đầu lâu nhợt nhạt của con người. Ánh mắt Thanh Thất Thụ đảo qua những cái đầu lâu đó. Không nhìn lâu, không dám nhìn lâu. Nếu như hôm nay thất bại, về sau, thứ treo trên cây này có thể là ta, cũng có thể là con của ta. Khương Vọng nhìn kỹ mấy cái đầu lâu rồi không nói thêm gì. Tầm mắt hắn đột nhiên mở rộng ra. Cả rừng cây rậm rạp đến đây chợt thưa thớt, xuất hiện một mảnh đất trống. Nơi này hẳn là trung tâm của rừng Huyền Lô. Điều khiến người ta bất ngờ hơn cả là ở đây lại có một gian nhà gỗ nho nhỏ. Tay Khương Vọng đặt lên chuôi kiếm. Trong rừng Huyền Lô có nhà ở. Căn nhà gỗ này cũng giống những căn nhà bình thường khác, rất đơn giản, không có điểm gì đặc biệt. Một cái bàn gỗ, bốn cái ghế dài, giống như nhà của những thường dân bách tính. Trên bàn còn có bát gỗ, đũa gỗ, đĩa đựng thức ăn bằng gỗ. Dường như có người nào đó đang ăn cơm, chỉ là trên bát đĩa trống trơn, trên bàn cũng không có người. Tầm mắt Khương Vọng dừng lại ở ngoài nhà, dưới mái hiên của căn nhà gỗ treo một cái tổ yến. Một con yến ở trong đó ló đầu nhỏ ra, đánh giá bọn hắn. Ánh mắt kia, hình như là sự vui sướng. Có lẽ là rất vui, trong tổ chim nó xoay sở một chút, vì thế mọi người có thể nhìn thấy hoàn toàn dáng vẻ của nó. Nó không giống những con dã thú khổng lồ trong Xâm Hải Nguyên Giới, hình dáng không khác đồng loại ở hiện thế là bao, nhỏ nhắn phù hợp. Là hình dáng của một con yến bình thường, điểm khác biệt duy nhất là nó không có đuôi, một con yến không đuôi. Tô Kỳ đã rút chủy thủ ra cầm trong lòng bàn tay, Khương Vọng thì lặng lẽ ấn niệm pháp quyết, Vũ Khứ Tật cũng đã cầm ngân châm lên,
Con yến không đuôi cúi đầu khẽ mổ tổ yến. Đột nhiên trời đất quay cuồng. Khương Vọng phục hồi lại tinh thần, dùng sức đứng yên, một lần nữa ngẩng đầu, thế giới đã thay đổi. Bên tai truyền đến tiếng một đứa trẻ sơ sinh, hoan nghênh các ngươi đến làm khách ở nhà ta. Dưới chân có cảm giác bập bềnh như chiếu rơm, không còn cảm giác bàn chân chạm đất nữa. Ngẩng đầu lên đã không thấy bầu trời mà là hoa văn màu đen sâu thẳm. Con yến không đuôi kia đứng trước mặt bọn hắn nói chuyện, chỉ là dáng người đã không thua bất kỳ ai trong số bọn hắn nữa. Bên cánh trái của nó có một vết máu lớn. Tầm mắt hắn dừng ở một vách nghiêng cũng có đường vân như chiếu rơm, giống như mặt đất bị một sức mạnh nào đó cuốn lên. Khương Vọng đột nhiên hiểu ra, bọn hắn bị hút vào tổ yến. Đây là nhà ngươi sao? Tô Kỳ căng thẳng nhìn nó, loài vật như ngươi. Sao lại có nhà? Y nâng dao găm lên, nhảy vụt về phía trước. Đúng là không có chuyện gì cần thiết để hàn huyên với loài yến kiêu này. Vũ Khứ Tật nhanh tay lấy mấy cây ngân châm, để ở bên người, cong ngón tay bắn ra, ánh sáng lóe lên. Con yến không đuôi kia chỉ nhìn Thanh Thất Thụ, giọng hân hoan, năm nay ta đã ăn no rồi, ngươi không cần tới. Trong lúc nói chuyện, ánh sáng vàng hiện lên tạo thành một vòng sáng cuốn lấy nó. Tô Kỳ cũng đã bay đến, đâm xong đoạn đao của y lên người yến kiêu. Một thanh đao đâm vào ngực nó, thanh còn lại đâm vào vết thương đã bị xé rách của nó, còn dùng sức khuấy mấy cái. Con yến không đuôi chợt sửng sốt một chút, không nghĩ ra được tại sao những người này lại công kích nó. Nhưng trong nháy mắt, nó chợt há miệng, rít lên một tiếng. Âm thanh sắc nhọn lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Yến kiêu nhất minh, tất ăn trăm đầu. Ánh mắt ngây thơ như đứa bé kia thoáng chốc trở nên tàn bạo, hung ác. Vòng tròn sáng quanh người nó lập tức đứt đoạn. Thân pháp Tô Kỳ rất nhanh, bỏ lại hai thanh đao rồi rút lui, lập tức chạy ra xa. Nhưng yến kiêu chỉ mới vỗ cánh là đã đuổi đến gần, mỏ chim mổ một cái. Bộp! Một cái khiên bằng gỗ chắn ngay trước mỏ yến kiêu. Thanh Thất Thụ đã kịp thời chạy đến, dùng thanh mộc thuẫn đỡ được một kích. Mọi người còn chưa kịp thở phào thì đã thấy, ngay điểm tiếp xúc giữa mỏ chim và khiên gỗ, màu đen nhanh chóng lan rộng. Màu gỗ tàn lụi, khiên gỗ mục nát. Khi còn ở vùng đất Nặc Xà, cái khiên này đã chặn không biết bao nhiêu công kích mà không hề sứt mẻ. Trong quá khứ đi săn, không biết nó đã cứu Thanh Thất Thụ bao nhiêu lần, chưa bao giờ khiến y thất vọng. Nhưng điều làm người ta sợ hãi là, yến kiêu mới chỉ mổ một cái, bảo vật được Long Thần chúc phúc này trong nháy mắt đã mất đi sinh khí. Gỗ xanh mục nát, dễ dàng sụp đổ. Lúc này trên tay Thanh Thất Thụ đã không còn lá chắn. Thứ khiến y tin tưởng nhất lại không thể chống đỡ được một hơi. Yến kiêu tiến quân thần tốc, keng, mũi kiếm Trường Tương Tư và mỏ yến kiêu đụng vào nhau. Khương Vọng nhanh, chóng vung mũi kiếm, ngăn lại cái mổ của yến kiêu. Hắn đã thấy được sự kinh khủng của mỏ yến kiêu, mặc dù rất có lòng tin với thanh Trường Tương Tư này, nhưng cũng sợ kiếm bị gãy nát. Vì vậy trên mũi kiếm hắn còn phủ một tầng đạo nguyên. Chính vì thế, hắn cảm nhận được rõ ràng có một sức mạnh âm u nhanh chóng ăn mòn đạo nguyên. Khương Vọng nhìn đạo nguyên trong tay chẳng mấy chốc chỉ còn một chút xíu, nhưng quá trình cụ thể khiến đạo nguyên mất đi mới thực sự khiến hắn kinh hãi. Đây là sức mạnh cỡ nào? Lúc này ba người cùng Yến Kiêu dây dưa ở một nơi, chỉ còn Vũ Khứ Tật và Vòng Ngân Châm là người duy nhất chưa đến gần nó. Mười ngón tay đang rung động điên cuồng, nhanh chóng bắn ngân châm. Chỉ là mỗi ngân châm của gã không bắn về phía Yến Kiêu mà lại bắn xuống mặt đất xung quanh. Tô Kỳ cậy vào thân pháp của mình, lộn thẳng trên không trung, thân hình rơi xuống sau lưng Yến Kiêu, hai tay cầm chặt dao găm, đâm thẳng về phía ót của nó. Cánh phải của Yến Kiêu mở ra. Một đao này của Tô Kỳ trong nháy mắt đâm vào khoảng không. Yến Kiêu đã xuất hiện ở phía sau lưng y, cúi đầu mổ xuống. Phập, máu tươi bắn lên, một bàn tay chắn trước mỏ chim. Là tay của Thanh Thất Thụ, y vẫn tuân thủ đúng hứa hẹn. Dưới tình huống đã mất đi thanh mộc thuẫn, y vẫn cố chặn lại công kích cho các Long Thần sứ giả. Chương 460, năng lực Yến Kiêu. Trong khoảnh khắc dao găm của Tô Kỳ đâm vào không trung, Thanh Thất Thụ đột nhiên xông lên. Lao về phía Tô Kỳ, y dùng một tay của mình chắn lại trước mỏ chim. Điều này giống như giáng cho nó một cái tát. Mỏ yến kiêu không hề chần chừ mổ xuyên qua bàn tay y, không có máu tươi nhỏ xuống. Bịch, Khương Vọng đánh một cước chính diện, đá bay yến kiêu. Mỏ chim rút khỏi bàn tay Thanh Thất Thụ, nơi đó trở nên trống rỗng,
cái lỗ đó cứng lại. Không có màu đen tràn ra, cũng không có huyết dịch chảy về. Năng lực khôi phục của thanh thất thụ và sức mạnh quỷ dị từ mỏ yến kiêu như đang triệt tiêu lẫn nhau. Không, nói chính xác hơn thì mỏ yến kiêu đang chiếm thượng phong. Năng lực khôi phục khiến thanh thất thụ kiêu ngạo lại không hề có hiệu quả trước yến kiêu. Kết cuộc của thanh mộc thuẫn đã sớm cảnh tỉnh mọi người, mỏ yến kiêu mổ vào ai người đó sẽ chết. Cũng chỉ có thanh thất thụ và năng lực khôi phục của y mới có thể gắng gượng được vài lần. Nhưng mổ vào đâu nơi đó liền trở thành lỗ trống, y còn có thể gắng gượng được bao lâu. Quan trọng nhất là, năng lực như vậy cơ bản không được trong ghi lại trong Xâm Hải Thánh Tộc. Là yến kiêu đã thu được một loại trưởng thành nào đó? Hay đây chỉ là năng lực nó lộ ra trong thời kỳ suy yếu? Yến kiêu bị một cước của Khương Vọng đá bay. Những ngân châm đã rơi xuống đất trước đó của Vũ Khứ Tật lập tức bay lên, vây nó vào giữa. Tiếng xe gió nhẹ đến vô cùng, vô số tiếng xe gió như vậy. Giống như một vòng sáng nổ tung, vô số đường kim quang bắn ra, nhanh chóng phủ kín tầm mắt, bao trùm lấy yến kiêu. Bí mật bất truyền của kim châm môn chính là tỏa bệnh kim châm. 10 ngón tay của Vũ Khứ Tật nhanh chóng điều động, cực kỳ chuyên chú. Kim quang như thoi đưa, vạn châm xuyên người, nhưng cánh phải của yến kiêu một lần nữa vỗ rồi biến mất. Tô Kỳ không tiếng động nghiêng người nhảy một cái, như cá lội vào biển. Còn mỏ của yến kiêu cũng vừa vặn mổ vào vị trí của y, thân pháp này quả thực có thể nói là vô cùng xảo diệu. Trong thánh tộc có ghi lại, chỉ biết là tốc độ của yến kiêu cực nhanh, lực đạo cũng rất lớn, mỏ chim sắc bén, móng chim vô cùng cứng, bất tử bất diệt. Bây giờ mới giao thủ một lát, tốc độ và lực đạo kia không bằng những ghi chép trước đó, có thể thấy mấy trăm năm qua quả thực nó đã yếu đi rất nhiều. Nhưng không ai nói rằng mỏ chim chỉ cần mổ một cái là có thể chết người, cánh phải vừa rung lên là có thể biến mất. Những điều liên quan đến yến kiêu được thánh tộc ghi lại đã quá lạc hậu rồi. Có năng lực di chuyển vô hình này, muốn giết nó đúng là chuyện vô cùng khó. Nếu như không thể khóa chặt nó, cho dù có phối hợp hoàn mỹ đến lâu cũng chỉ như màn ngân châm khóa của Vũ Khứ Tật khi nãy, chuẩn bị một hồi lâu, cuối cùng lại rơi vào khoảng không. Qua hồng trang kính có lẽ có thể tìm ra được chi tiết tương ứng, tìm cơ hội khóa chặt nó. Nhưng tình hình lúc này, Khương Vọng không dám đi vào hồng trang kính, yến kiêu chỉ cần vỗ cánh một cái là có thể mổ vỡ hồng trang kính. Đến lúc đó hắn không kịp nhảy ra thì sẽ tan biến cùng với hồng trang kính. Khó, vô cùng khó khăn. Vũ Khứ Tật kẹp lấy kim châm, không biết nên vung xuống đâu và không nên vung xuống đâu. Lúc này, chuyện may mắn nhất có lẽ là cánh trái của yến kiêu đã bị thương nặng. Mới vỗ cánh phải đã có thể di chuyển vô hình, nếu vỗ cả cánh trái nữa thì không biết sức mạnh còn đáng sợ đến mức nào. Người giáng lâm không biết tên kia hiển nhiên là một tu sĩ ẩn giấu năng lực cường đại, nhưng bất kể vì sao y che giấu thực lực, có mục đích gì thì không ai biết được. Trận chiến kinh tâm động phách giữa y và yến kiêu rốt cuộc đã xảy ra thế nào, chẳng có người thứ hai biết. Chỉ để lại một vết thương nơi cánh trái của yến kiêu, cho người khiêu chiến về sau một sự trợ giúp để chiến thắng yến kiêu. Sinh tử chính là chuyện tàn nhẫn như vậy. Nếu hôm nay đám người Khương Vọng chết ở đây, sự xuất sắc của bọn họ cũng sẽ không có ai biết đến. Lúc này, ánh mắt yến kiêu chỉ còn sự điên cuồng và tàn bạo. Người đầu tiên làm nó bị thương là Tô Kỳ, y đã trở thành mục tiêu mà nó hướng đến đầu tiên. Mổ hụt một cái, cánh phải lại vỗ lên, nó lại xuất hiện sau lưng Tô Kỳ. Tô Kỳ như đoán trước được, đột ngột bật dậy từ trên mặt đất, để lộ người đứng trước mặt mình lúc này là Khương Vọng. Đây gần như là một lần phối hợp hoàn mỹ. Vút vút, thùng thùng, leng keng, Khương Vọng phóng ra bát âm diễm tước đã chuẩn, bị từ lâu, trực tiếp oanh tạc điên cuồng bằng đạo thuật trong phạm vi lớn, khiến yến kiêu không thể tránh khỏi. Mục đích rõ ràng như vậy, đạo thuật tìm điểm rơi chính xác, cũng lấy được kết quả tốt nhất từ khi khai chiến đến giờ. Năng lực di chuyển vô hình của yến kiêu trong phạm vi không đủ xa, sau khi vỗ cánh vẫn còn ở trong phạm vi đánh của bát âm diễm tước, bị đánh trúng chính diện. Hơn nữa, sự thương tổn mà bát âm diễm tước mang đến cũng hàm chứa âm sát, cho dù yến kiêu có chạy nhanh hơn nữa, chỉ cần lúc dừng lại bát âm diễm tước sẽ không ngừng gây tổn thương nó. Trong cơn chật vật, hồi thần lại sau những tổn thương từ bát âm diễm tước, ánh mắt yến kiêu xoáy vào Khương Vọng. Tàn bạo, điên cuồng, tràn đầy thù hận, cánh phải lại vỗ lên. Keng, mỏ chim đụng phải nhất kiếm chỉ viên, một lần nữa không công ra về. Một kiếm này của Khương Vọng như một con nhím cuộn tròn, căn bản không có góc chết. Yến kiêu lướt qua trên cao,
móng vuốt giơ lên, âm thanh bén nhọn như đang nghiến răng. Khương Vọng cảm nhận được rõ ràng, nhất kiếm chỉ viên của hắn trong nháy mắt đã dừng lại một chút. Một kiếm này vốn không thể dừng lại, nhưng sự thiếu sót này lại xuất hiện. Đây lại là một sức mạnh mới, khác với mỏ cùng với khả năng di chuyển vô hình. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Vọng gặp phải loại sức mạnh như thế này, không thể miêu tả và tổng kết lại được. Nhưng trong đầu hắn bỗng nhiên nảy ra một sự tưởng tượng đáng sợ. Nhìn Yến Kiêu trước mặt hoàn toàn khác so với những gì được ghi chép lại, mà những năng lực này xem ra, nó đã luyện thành mấy loại vậy. Cộng thêm cái cánh bên trái bị liệt, tạm thời coi như có một loại năng lực nữa, tổng cộng đã là 4 rồi. Nếu để nó luyện thành 5 loại năng lực, vậy thì sẽ xảy ra biến hóa gì? Có câu nói chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng có đầy đủ ngũ tạng, chim yến cũng vậy, có đầy đủ ngũ tạng. Yến Kiêu luyện thành 5 loại năng lực, liệu có giống như tu sĩ lấy được 5 loại thần thông, trở thành thiên phủ? Sau thiên phủ thì sao? Ý nghĩ này của hắn chỉ thoáng qua một chốc rồi biến mất, Khương Vọng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bởi vì nhất kiếm chi viên của hắn đã vỡ ngay tại chỗ. Yến Kiêu lại thò đến, nhằm vào cổ họng hắn. Khương Vọng khẽ động cổ tay, Trường Tương Tư đã xoáy đến sau gáy. Trong không gian một tấc vuông, cho dù kiếm viên đã vỡ, hắn cũng có đủ tự tin để phòng thủ. Trường Tương Tư trên tay hắn, đương nhiên không bao giờ có chuyện dừng lại. Nhưng Yến Kiêu trước mắt lại một lần nữa biến mất. Khương Vọng cảm thấy sau lưng như có cái gì đụng vào một cách mạnh mẽ, là Thanh Thất Thụ. Thanh Thất Thụ không thể theo kịp tốc độ của Yến Kiêu, nhưng trước khi nó phát động công kích, y vẫn luôn cảnh giác cao độ, canh giữ ở sau lưng Khương Vọng. Nhưng cuối cùng vẫn bị đánh một chảo, xé rách nửa lồng ngực, vẫn không chảy máu. Y đưa tay ra theo bản năng, muốn túm lấy hai bên cánh Yến Kiêu. Y muốn xé thẳng cánh của nó, nhưng bàn tay của y chỉ dừng lại giữa không trung. Y không thể. Không phải là không có cơ hội làm được, mà cho dù có, y cũng không được làm vậy. Y không thể trực tiếp làm tổn hại đến Yến Kiêu, như vậy sẽ phải nghênh đón sức mạnh kinh khủng hơn sau khi con quái vật này sống lại. Long thần trên cao, Thanh Thất Thụ y là một chiến sĩ, chỉ có thể chịu đựng, không thể đánh trả. Răng môi cũng cắn nát, chỉ có thể trừng mắt nhìn Yến Kiêu. Tất cả mọi thứ nói thì chậm, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khương Vọng cảm nhận được người trên lưng đã mềm nhũn. Hắn ôm ngược người đó, vị trí lập tức đổi lại, mũi kiếm hướng vào mắt Yến Kiêu. Cũng chính vào lúc này, Yến Kiêu thấy được minh văn trên thân kiếm Trường Tương Tư, Yến Quy Xảo. Yến Kiêu vốn đang chìm trong sự tàn bạo bỗng chốc như nghĩ đến điều gì. Ánh mắt sáng bỗng chớp một cái, sau đó bị thù hận, căm ghét bao phủ. Nó há miệng, rít lên. Tiếng rít quái đản, tà ác không giống như trước kia, nghe vô cùng giống. Yến, Yến, Yến. Các bạn vừa nghe xong tập 46 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.